Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 120. Thư viện Quan Huyên. Thư viện quả thật mang đến rất nhiều lợi ích cho thế giới này, đầu tiên là các loại thần thông công pháp võ đạo, đã nâng cao giới hạn trên của nền văn minh võ đạo của thiên giới lên rất nhiều, thứ hai là phương diện đào tạo nhân tài, thư viện Quan Huyên có một hệ thống đào tạo nhân tài rất hoàn chỉnh, trong thế giới này, đó là một cú đả kích lớn. Cũng chính vì thế mà thiên giới không hề bài xích thư viện Quan Huyên, ngược lại bây giờ các thế lực lớn đều bắt đầu điên cuồng để người trong tộc của gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Quân không đến thư viện Quan Huyên hay Tiên Bảo Các, bây giờ hắn đã không tin vào bất kỳ chính phủ nào nữa. Cực kỳ tồi tệ. Sau khi tìm một vòng, cuối cùng Diệp Quân cũng tìm được nhà họ Long. Nhà họ Long là một trong bốn gia tộc lớn của thiên giới, cực kỳ có danh tiếng nên rất dễ tìm. Diệp Quân đến trước cửa phủ nhà họ Long, hắn vừa bước đến, một thị vệ mặc đồ đen ngăn hắn lại. Diệp Quân mỉm cười nói, xin chào, ta là bạn của cô nương Long Đại, mong người vào báo một tiếng. Thị vệ nhíu mày, nhìn Diệp Quân, bạn của tiểu thư. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Thị vệ do dự một lúc, sau đó nói, người đợi một chút. Nói rồi y xoay người chạy vào trong. Một tên thị vệ khác ngăn y lại, ngươi tin hắn là bạn của tiểu thư thật sao? Thị vệ đồ đen lắc đầu, ngộ nhỡ phải thì sao? Thị vệ đó nhìn Diệp Quân, sau đó nói, người này ăn mặc lôi thôi, ta thấy giống lừa đảo hơn, đuổi đi là được. Thị vệ áo đen nhìn Diệp Quân, do dự một lát rồi nói, chỉ là thông báo một tiếng thôi, nếu hắn không phải thì cùng lắm chúng ta bị mắng một trận. Nhưng nếu hắn là bạn của tiểu thư, chúng ta lại đuổi hắn đi, vậy chúng ta sẽ phải mất việc đấy. Nói rồi y mặc kệ thị vệ đó chạy vào trong phủ. Thị vệ đó bỗng đi đến trước mặt Diệp Quân, gã nhìn Diệp Quân cười nói, người quen đại tiểu thư bọn ta à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Thị vệ nhìn Diệp Quân, sau đó khinh thường nói, cái tên như ngươi mà cũng xứng quen với đại tiểu thư. Ngươi nói gì đó? Lúc này một giọng nói tức giận vang lên sau lưng thị vệ. Thị vệ xoay người lại, một người phụ nữ đang tức giận nhìn gã. Chính là Long Đại. Nhìn thấy Long Đại, thị vệ biến sắc, vội quỳ xuống run giọng nói, đại tiểu thư. Long Đại nhìn thị vệ, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, xin lỗi sư, bạn của ta đi. Bạn. Sắc mặt thị vệ không còn chút sắc, vội quay đầu nhìn Diệp Quân. Ngạc nhiên nói, vị công tử này, ta xin lỗi. Diệp Quân nhìn thị vệ đó, sau đó nhìn Long Đại cười nói, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Long Đại gật đầu, được. Hai người rời đi. Sắc mặt thị vệ đó vẫn không có chút huyết sắc, gã biết gã không thể tiếp tục làm việc ở nhà họ Long rồi. Long Đại dẫn Diệp Quân đi về phía xa, trên đường đi Long Đại đánh giá Diệp Quân. Mặt đầy vẻ ngờ vực. Diệp Quân cười nói, sao thế? Long Đại nhìn mặt Diệp Quân nói, sư phụ, diện mạo của sư phụ. Diệp Quân sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ sau khi khôi phục thực lực, diện mạo của hắn hơi thay đổi nên hắn hơi khác với diện mạo lúc đầu. Diệp Quân khẽ cười, giải thích, lúc luyện công thì hơi tẩu hỏa nhập ma. Long Đại chớp mắt, tẩu hỏa nhập ma. Diệp Quân gật đầu, ừ. Long Đại vỗ vào vai Diệp Quân, cười nói, sư phụ vui tính quá, cũng không biết tìm lý do ổn một chút. Diệp Quân. Một lúc sau, Long Đại dẫn Diệp Quân đến Tiên Bảo Các. Vừa đến Tiên Bảo Các, một quản sự đi ra, cười nói, Long Đại tiểu thư. Long Đại gật đầu, bọn ta đến ăn cơm. Quản sự vội nói, sắp xếp ngay đây, đi theo ta. Nói rồi ông ta làm động tác mời. Long Đại dẫn Diệp Quân đi theo, chẳng mấy chốc hai người được dẫn đến một quán ăn sang trong, hai người ngồi sát cửa sổ. Long Đại cười nói, sư phụ, Tiên Bảo Các này thật sự lợi hại, nghe nói họ có chi nhánh ở khắp vũ trụ, kiếm được rất nhiều tiền, không biết ông chủ có tiêu hết được không? Phụt! Diệp Quân đang uống nước bỗng phun ra, suýt nữa phun vào Long Đại. Long Đại vội lấy giấy đưa cho Diệp Quân, sư phụ. Diệp Quân do dự một chốc, sau đó nói, ông chủ cái rắm.
Long Đại cười ha ha, cái rắm là từ của hệ Ngân Hà, ý là, rất tốt, rất đẹp trai. Diệp Quân nhìn cô ta không nói gì. Long Đại cười nói, sư phụ đến tìm ta có chuyện gì không? Có phải thiếu tiền không? Thiếu bao nhiêu cứ nói, đệ tử có tiền. Nói rồi cô ta lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Quân, trong nhẫn có đến hơn 1.000 linh tinh. Diệp Quân khẽ cười, cảm thấy ấm áp, mặc dù thời gian tiếp xúc với người này không lâu nhưng cô ta vẫn rất tốt với sư phụ này. Lúc này món ăn được bưng lên. Long Đại bỗng chỉ vào một món, cười nói, sư phụ, người biết cái này gọi là gì không? Đây gọi là tôm hùm, người biết tôm hùm không? Diệp Quân. Long Đại nhặt một con tôm hùm lên, cười nói, đây là đồ ăn của hệ Ngân Hà, chỉ có tiên bảo các mới có thể làm được, sư phụ. Người có biết ăn con tôm hùm này có thể tăng cường sinh lực nam giới không? Diệp Quân. Tiểu Tháp. Tôm hùm tăng cường sinh lực nam giới hả? Diệp Quân bị cô ta làm cho cạn lời. Bây giờ hắn mới nhận ra cô ta khá vui tính. Long Đại bóc một con tôm xong, đưa cho Diệp Quân, mỉm cười, sư phụ ăn đi. Diệp Quân khẽ cười, nhận lấy con tôm cắn một miếng, thịt rất mềm, rất ngon. Long Đại cũng bóc cho mình một con, cắn một miếng lớn rồi nói, sư phụ, thuật ngự kiếm người dạy ta rất tuyệt vời. Sau khi đến thư viện Quan Huyên, ta phát hiện ra những gì họ dạy ta không mạnh bằng người dạy. Diệp Quân mỉm cười, ta đến tìm cô là muốn cô giúp ta một chuyện. Long Đại gật đầu, sư phụ nói đi. Diệp Quân lấy hai bức thư ra đưa cho Long Đại, sau đó nói, sư phụ mong cô có thể gửi hai bức thư của ta cho vũ trụ Quan Huyên. Long Đại nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu. Long Đại để tôm hùm xuống, cô ta nhìn hai bức thư rồi nói, ta có thể đọc nội dung trong bức thư không? Diệp Quân gật đầu, có thể. Long Đại cầm một bức thư trong đó lên, cô ta nhìn Diệp Quân, có thể thật à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Thấy Diệp Quân không tỏ ra tức giận, cô ta đang định xé phong bì. Nhưng vừa định xé cô ta lại dừng lại, im lặng một lúc, sau đó đặt bức thư lên bàn. Diệp Quân cười nói, sao thế? Long Đại lắc đầu, ta vẫn không nên đọc thì hơn. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Long Đại nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, đọc đi, sau đó cô hãy quyết định có giúp ta hay không. Long Đại lắc đầu, cho dù sư phụ muốn làm gì, ta cũng giúp cả. Nói rồi cô ta cất thư đi. Diệp Quân lại nói, chuyện này sẽ khá nguy hiểm. Long Đại cười nói, sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Nụ cười trên môi Long Đại dần biến mất, vì sư phụ trước mặt không giống như đang đùa. Diệp Quân lại nói, cho nên cô nên đọc nội dung thư trước, sau đó hắn quyết định có giúp ta hay không. Cho dù cô không giúp, sư phụ cũng sẽ không trách cô. Long Đại lại lắc đầu, sư phụ, không cần đọc đâu. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ừ. Long Đại cười nói, ăn thôi. Diệp Quân nhìn Long Đại, bây giờ đi đưa đi. Long Đại, gấp vậy sao? Diệp Quân gật đầu, nhớ là đừng để người ngoài biết. Lúc này Long Đại mới nhận ra mọi chuyện có thể không đơn giản như cô ta nghĩ, lúc này cô ta hơi do dự vì vốn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Quân. Cô biết ta chuyện này có thể là một chuyện rất lớn. Diệp Quân đang định nói thì Long Đại bỗng nói, ta tự đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rồi cô ta đứng lên rời đi. Diệp Quân bỗng nói, nhớ là nhất định phải đưa tin cho hai người sư phụ nói. Long Đại gật đầu, đã biết ạ. Nói rồi cô ta nhanh chóng biến mất ở đằng xa. Tiểu Tháp bỗng nói, thư viện vẫn còn khá nhiều vấn đề. Diệp Quân khẽ gật đầu, không có vấn đề gì thì cũng không bình thường. Thư viện phát triển nhanh như vậy, hơn nữa trước đây ta luôn tập trung ở bên ngoài, chưa từng để ý tới, mấy năm nay thư viện không bị xáo trộn đã là hiếm lắm rồi. Tiểu Tháp nói, ta nghĩ ngươi phải mạnh tay một chút. Diệp Quân gật đầu, đúng là nên như thế. Nói rồi hắn đóng gói các món trên bàn vào nhẫn. Sau đó đứng dậy rời đi. Hắn phải đi tìm Táng Cương. Một mình cô bé ở bên ngoài quả thật quá nguy hiểm. Hắn vừa rời khỏi tiên bảo các, mấy chục luồng khí tức đáng sợ bỗng ập đến,
sau đó một thiếu niên bỗng giáng xuống trước mặt Diệp Quân. Trần Nhất Thiên. Nhìn thấy Trần Nhất Thiên, Diệp Quân nhíu mày. Trần Nhất Thiên nhìn Diệp Quân cười nói, Dương Tháp, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân bình tĩnh nói, sao thế? Nụ cười của Trần Nhất Thiên dần biến mất, đổi chỗ khác nói chuyện. Diệp Quân lùi vào trong Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các từng có quy định bất kỳ ai cũng không thể động tay động chân ở Tiên Bảo Các. Nhìn thấy động tác của Diệp Quân, Trần Nhất Thiên bật cười, Dương Tháp, người thật ngây thơ khi cho rằng mình sẽ an toàn sau khi vào Tiên Bảo Các. Nói rồi gã định ra tay, nhưng lúc này một quản sự bỗng đi đến từ phía sau Diệp Quân, chính là quản sự trước đó tiếp đãi hắn và Long Đại. Nhìn thấy người đến, Trần Nhất Thiên nhíu mày, Lý quản sự. Lý quản sự bình tĩnh nói, Trần công tử, đây là Tiên Bảo Các, người ra tay quang minh chính đại như vậy, có phải là không ổn không? Trần Nhất Thiên mỉm cười nói, Lý quản sự, trước đây người này đã giết Chu viện chủ, bị học viện truy nã. Theo lý thì Tiên Bảo Các cũng có trách nhiệm phối hợp với thư viện bắt giữ hắn. Lý quản sự nhìn Diệp Quân, sau đó lại nhìn Trần Nhất Thiên, Trần công tử, Tiên Bảo Các có quy định bất kỳ ai vào Tiên Bảo Các đều là khách, Tiên Bảo Các có trách nhiệm bảo vệ an toàn cá nhân của họ. Trần Nhất Thiên sầm mặt, Lý quản sự có ý gì? Lý quản sự híp mắt, Trần công tử, người đang chất vấn ta sao? Trần Nhất Thiên sửng sốt, lúc này gã mới nhớ đến vị này là chủ quản sự của Tiên Bảo Các, mặc dù không so được với Đại Chu nhưng cũng không phải là người gã có thể đắc tội, nhà họ Trần gã cũng không thể tùy tiện đắc tội. Trần Nhất Thiên hít sâu một hơi, đè nén cơn giận chịu trong lòng xuống, sau đó nở nụ cười thân thiện, Lý quản sự, vừa rồi ta nói có gì đắc tội, mong thứ lỗi. Lý quản sự lạnh nhạt nhìn gã, sau đó nhìn Diệp Quân, vị công tử này, chúng ta vào trong nói chuyện. Nói rồi ông ta xoay người đi vào Tiên Bảo Các. Diệp Quân nhìn Trần Nhất Thiên, sau đó xoay người đi vào theo. Sắc mặt Trần Nhất Thiên xa sầm, gã quay đầu sang nhìn một ông lão bên cạnh, đi thông báo cho Chu Lăng đại nhân. Ông lão cung kính chào, lặng lẽ rời đi. Trong Tiên Bảo Các. Lý quản sự nhìn Diệp Quân trước mặt, không nói gì. Diệp Quân cười nói, Lý quản sự có gì cứ nói thẳng. Lý quản sự khẽ gật đầu, công tử tên là gì? Diệp Quân nói, Dương Tháp. Lý quản sự trầm giọng nói, Dương công tử, người có thể giết Chu viện chủ chắc không phải là người tầm thường, ta không biết tại sao ngươi lại muốn giết Chu viện chủ. Diệp Quân nói thẳng, Chu viện chủ và nhà họ Trần trắng trợn vi phạm quan huyên pháp. Ép buộc tiêu diệt hàng trăm triệu sinh linh ở đại lục bị vứt bỏ bên dưới, chúng đáng chết. Lý quản sự cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Lý quản sự, ta đoán Lý quản sự không liên quan đến chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý quản sự, hẳn là Lý quản sự cũng biết những chuyện này. Lý quản sự khẽ gật đầu, biết. Diệp Quân nói, tại sao Lý quản sự không báo cáo lên trên? Lý quản sự lắc đầu, Dương công tử, Tiên Bảo Các chỉ phụ trách làm ăn kinh doanh, quản lý vũ trụ là chuyện của thư viện quan huyên, không liên quan đến Tiên Bảo Các. Diệp Quân im lặng không nói. Lý quản sự nói tiếp, Dương công tử, Chu viện chủ đó có lai lịch không tầm thường, ngươi không thể cứng rắn với chúng, có thể rời đi bằng cửa sau. Diệp Quân nhìn Lý quản sự, tại sao ông lại giúp ta? Lý quản sự trầm giọng nói, Dương công tử, ta không biết ngươi đến từ đâu, nhưng ta biết sở dĩ ngươi giết Chu viện chủ đó là vì muốn cứu đại lục bị vứt bỏ bên dưới, vì lý do này nên ta bái phục ngươi. Nhưng thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi nhiều hơn, mặc dù ta là quản sự của Tiên Bảo Các nhưng nước ở thư viện rất sâu, cộng thêm lai lịch của họ rất mạnh, vì lợi ích của gia đình ta nên ta không thể bị cuốn vào. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Lý quản sự nói tiếp, nếu ngươi muốn cứu những người trên đại lục bị vứt bỏ đó thật, chỉ có một cách duy nhất, đó là đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên, vạch trần chuyện này. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi không có lai lịch thân phận lớn thì ngươi không thể đến được Thư viện Quan Huyên, dù chỉ là nhà họ Trần cũng đủ có thể giải quyết ngươi trong âm thầm chứ đừng nói là thế lực phía sau Chu viện chủ. Diệp Quân nhíu mày. Lý quản sự lại nói, còn một cách nữa. Diệp Quân nhìn Lý quản sự trầm giọng nói, ngươi đến trước tượng của viện trưởng Thư viện Quan Huyên cáo trạng. Thực lực của viện trưởng có thể cảm nhận được ngươi, đến lúc đó chỉ cần viện trưởng xuất hiện,
cho dù chỉ là một phân thân thì chuyện này cũng có thể giải quyết được. Khóe môi Diệp Quân khẽ giật, hắn nhìn Lý Quản sự, còn cách nào khác không? Lý Quản sự lắc đầu, hết rồi. Diệp Quân cảm thấy cạn lời. Lý Quản sự thở dài, Dương công tử, nói thật thì ta cũng không thích rất nhiều chuyện, nhưng thế gian này là vậy đấy. Cho dù chúng ta không thích nhiều thứ, chúng ta cũng không thể làm gì được, nếu là ta trước đây, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa ngươi đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Nhưng bây giờ, ta thật sự xin lỗi, ta không thể làm thế vì nếu ta làm thế, không chỉ hại ta mà còn có thể hại người nhà của ta. Diệp Quân nhìn Lý Quản sự, sau đó nói, ông làm tốt lắm rồi. Nói rồi hắn đi ra cửa sau. Lý Quản sự nói, khoan đã. Diệp Quân xoay người nhìn Lý Quản sự, Lý Quản sự lấy một ngọc bội ra đưa cho hắn, vật này có thể ẩn khí tức đi, có ích cho ngươi. Diệp Quân khẽ gật đầu, cảm ơn nhiều. Nói rồi hắn nhận lấy ngọc bội rồi đi về phía xa. Diệp Quân đi không bao lâu, một luồng khí tức rất mạnh và đáng sợ bao phủ cả Tiên Bảo Các. Sắc mặt Lý Quản sự trở nên lạnh lùng, ông ta đi ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài thì nhìn thấy Chu Lăng. Lý Quản sự chắp tay lại, mỉm cười nói, Chu Lăng đại nhân, đã. Chu Lăng ngắt lời ông ta, Dương Tháp đâu? Lý Quản sự cười nói, người nói Dương công tử à? Hắn đã đi rồi. Chu Lăng híp mắt, hỗn xược. Nói rồi ông ta tiến lên một bước, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm lên Lý Quản sự. Lý Quản sự không phải đối thủ của ông ta, bị luồng khí này áp bức đến mức không thở được. Lý Quản sự trầm giọng nói, Chu Lăng, ta là Quản sự Tiên Bảo Các, Vũ Trụ Quan Huyên. Tiên Bảo Các ư? Mặt Chu Lăng hiện lên đầy vẻ khinh thường, bây giờ Tiên Bảo Các đã nằm trong tay Đại Chu ta, một quản sự nhỏ bé như ngươi chỉ là con chó của Đại Chu của ta thôi. Nói rồi ông ta vung tay lên, người đâu, đánh nát thịt ông ta cho ta, ném linh hồn ở ngoài thành Thiên Đô, dùng lửa dương hỏa đốt từ từ, ta muốn mọi người biết hậu quả với những người chống đối ta là như thế nào. Nghe Chu Lăng nói vậy, mọi người đều hoảng sợ. Đối xử với một quản sự Tiên Bảo Các như vậy sao? Phải biết rằng, Tiên Bảo Các không thuộc sự kiểm soát của Thư viện Quan Huyên, hơn nữa, người trước mặt còn là chủ quản sự Tiên Bảo Các của thiên giới. Là người có địa vị nhất định. Trần Nhất Thiên cũng hơi hoảng sợ, gã không ngờ rằng Chu Lăng lại dám ra tay với quản sự của Tiên Bảo Các. Không thể không nói, Đại Chu này thật sự rất ngông cuồng. Nghe thấy Chu Lăng nói vậy, Lý Quản sự giận tím người, Chu Lăng, ngươi ăn nói ngông cuồng như thế, không sợ mang lại tai họa cho Đại Chu của ngươi sao? Ngươi cũng biết kết cục của tộc Thiên Long mà. Tộc Thiên Long. Chu Lăng tỏ vẻ khinh thường. Một đám kiến nhỏ bé cũng xứng để so với hoàng tộc Đại Chu của ta sao? Lý Quản sự nhìn chằm chằm Chu Lăng, người ngông cuồng ắt sẽ gặp họa, người hành động như vậy, chắc chắn sẽ mang tới tai họa lớn cho Đại Chu của ngươi. Chu Lăng cười khẩy, nói, ngươi vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Nói rồi, ông ta vẫy tay, những cường giả Đại Chu sau lưng ông ta tiến tới bắt người, mà lúc này, có hơn 10 cường giả đột nhiên chạy ra khỏi Tiên Bảo Các. Bọn họ bảo vệ bên cạnh Chu Lăng. Chu Lăng liếc qua đám cường giả bên cạnh Lý Quản sự, ánh mắt lạnh lùng, bắt ông ta lại, ai dám ngăn cản, giết không tha. Giết không tha. Tiếng nói vừa dứt, những cường giả Đại Chu sau lưng ông ta xông thẳng ra ngoài. Hỗn láo. Lý Quản sự giận tím mặt, ông ta không ngờ rằng Chu Lăng lại phát rồ lên và giết người của Tiên Bảo Các như vậy. Hai bên giao đấu. Những cường giả Tiên Bảo Các bị áp chế, không hề có sức phản kháng, dù sao thì cảnh giới của cường giả Đại Chu cao hơn bọn họ rất nhiều. Lý Quản sự cũng bị một cường giả Đại Chu trấn áp trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích. Chu Lăng chậm rãi đi tới trước mặt Lý Quản sự nhìn chằm chằm ông ta, tức giận nói, Chu Lăng, ngươi không có quyền làm thế với Tiên Bảo Các. Chu Lăng giơ tay đánh một chưởng, ầm. Cơ thể Lý Quản sự bị đánh nát. Máu tươi phun ra tung tóe, cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hoảng hốt. Chu Lăng nói, người đâu, treo linh hồn của ông ta lên tường thành, từ từ đốt cháy bằng dương hỏa, để mọi người thấy đối nghịch với Đại Chu chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Cứ như vậy, Lý Quản sự bị treo bên ngoài thành Thiên Đô,
linh hồn của ông ta bị dương hỏa từ từ đốt cháy, lúc nào cũng phải chịu đau đớn. Một số thị vệ tiên bảo các còn lại cũng bị giết sạch, thi thể của bọn họ bị treo bên cạnh Lý Quản sự. Toàn bộ thành Thiên Đô đều kinh sợ. Không đúng, là toàn bộ thiên giới đều kinh sợ. Cùng lúc đó, toàn bộ thành Thiên Đô bị phong tỏa, Đại Chu và cường giả ở thư viện thành Thiên Đô điên cuồng điều tra Diệp Quân. Mà lúc này, Diệp Quân đang tìm Táng Cương ở trong thành, vì có ngọc bội che giấu khí tức mà Lý Quản sự tặng cho hắn nên hắn có thể dễ dàng thoát khỏi sự điều tra của Đại Chu và cường giả của thư viện Quan Huyên. Sau khi Diệp Quân đi dạo trong thành một vòng, rất nhanh chóng, hắn đã cảm nhận được huyết mạch của mình có phản ứng. Huyết mạch phong ma của Táng Cương bắt nguồn từ hắn, vậy nên, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch phong ma của cô bé. Theo cảm nhận của mình, Diệp Quân đi tới một quán rượu, ngay lúc bước vào, Diệp Quân ngay lập tức sửng sốt, Táng Cương lúc này đang ngồi dựa vào cửa sổ, cô bé gọi một bàn thức ăn lớn, đang há mồm ăn lấy ăn để. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức lắc đầu mỉm cười. Thật ra, sau khi tách nhau ra, hắn lúc nào cũng lo lắng, dù sao con nhóc này cũng không phải là một mối nguy hiểm bình thường. Bây giờ nhìn thấy cô bé ngồi đây ăn, hắn thật sự dở khóc dở cười. Lúc này, Táng Cương dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cô bé quay đầu, khi nhìn thấy Diệp Quân, cô bé hơi giật mình. Diệp Quân ngồi xuống trước mặt Táng Cương, hắn nhìn thoáng qua những món ăn mà cô bé gọi, không thể không nói, đồ ăn rất đa dạng. Diệp Quân cười nói, cùng nhau ăn nhé. Nói rồi, hắn cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Táng Cương nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn. Cứ như vậy, hai người ăn ngấu nghiến, một bàn đồ ăn rất nhanh chóng đã bị bọn họ càn quét hết sạch. Sau khi ăn xong, Diệp Quân nhìn Táng Cương, cười nói, chúng ta đi thôi. Táng Cương gật đầu. Diệp Quân đưa Táng Cương rời đi, khi tới cửa, hắn như nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nhìn Táng Cương, đã trả tiền chưa? Táng Cương chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân lắc đầu cười, sau đó nhìn tiểu nhị tính tiền. Nghe vậy, vẻ mặt tiểu nhị đột nhiên thay đổi, liên tục lùi về phía sau, run rẩy nói, không, không cần trả. Diệp Quân hoài nghi, hắn quay đầu nhìn về phía Táng Cương, nhưng Táng Cương vẫn không nói gì. Diệp Quân tới trước mặt tiểu nhị, sao lại như vậy? Thấy Diệp Quân trông có vẻ là người biết điều, tiểu nhị thấp giọng thở dài, sau đó nói, khách quan, ngươi không biết đấy thôi. Hai ngày nay cô nương này tới đây ăn cơm, ngày nào cũng phải ăn món ngon nhất, nhưng chưa bao giờ trả tiền, chúng ta đòi tiền cô bé lại đánh người. Diệp Quân quay đầu nhìn Táng Cương bình tĩnh nói, trong sách không ghi ăn cơm phải trả tiền. Vẻ mặt tiểu nhị và Diệp Quân đều cứng đờ lại. Táng Cương nhìn qua Diệp Quân, người cũng không hề nói ăn cơm phải trả tiền. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn lấy hai viên linh tinh ra đưa cho tiểu nhị. Sau đó kéo Táng Cương ra ngoài. Sau khi ra khỏi quán rượu, Diệp Quân cũng không dẫn Táng Cương ra đường mà đi vào một con đường mòn hẻo lánh, vì hắn biết, bây giờ Trần Nhất Thiên kia nhất định đang ở đâu đó tìm hắn. Trên đường đi, Diệp Quân đột nhiên nói, nhớ kỹ, sau này ăn cái gì cũng phải trả tiền, biết chưa? Táng Cương không nói gì. Diệp Quân quay đầu nhìn Táng Cương, sao nào? Táng Cương thắc mắc. Không có tiền thì không được ăn cơm sao? Tiểu tháp. Diệp Quân suy nghĩ một hồi, sau đó nói, có thể ăn, nhưng ăn cơm ở ngoài thì vẫn phải đưa tiền, đây là quy tắc ở bên ngoài. Táng Cương nhìn Diệp Quân, ta không có tiền. Diệp Quân nói, vậy thì kiếm tiền. Táng Cương lắc đầu, ta lười, không muốn kiếm tiền. Diệp Quân cảm thấy nhức đầu. Táng Cương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ta có thể tiêu tiền của ngươi không? Tiếp tháp. Diệp Quân nghĩ một lát, gật đầu, được. Táng Cương gật đầu hài lòng, được. Diệp Quân dẫn Táng Cương đi tới một căn nhà cũ nát, hắn tìm một nơi sạch sẽ, sau đó đốt lửa. Diệp Quân nói, đưa tay cho ta. Táng Cương duỗi tay tới trước mặt Diệp Quân, hắn bắt lấy tay cô bé, một lát sau, hắn nhìn Táng Cương, có cảm thấy khó chịu trong người không? Táng Cương nghĩ một hồi, sau đó nói, bụng hơi đói. Diệp Quân cạn lời, hắn lại hỏi, ý ta là, ngoại trừ đói bụng, có khó chịu chỗ nào không? Táng Cương lắc đầu. Diệp Quân cau mày, nói thầm trong lòng, tháp ra, có
con nhóc này có huyết mạch phong ma, nhưng hình như nó không bị huyết mạch phong ma ảnh hưởng. Tiểu Tháp trầm giọng nói, có khi nào là lúc nào cô bé cũng ở trong trạng thái điên cuồng nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình tĩnh không? Diệp Quân sửng sốt, sau đó nhìn tay trái của Táng Cương, cô bé giấu tay trái sau lưng, thấy cảnh này, vẻ mặt hắn tối sầm lại. Tay trái của con nhóc này đang nắm chuôi đao. Diệp Quân nhìn Táng Cương, bây giờ ngươi vẫn còn muốn giết ta sao? Táng Cương chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân buông tay Táng Cương, cũng không nói gì. Táng Cương im lặng một lát, tay trái cô bé đột nhiên buông chuôi đao bên hông ra, sau đó nhẹ giọng nói, giết người chỉ là thói quen, ngươi không phải nghĩ nhiều. Diệp Quân. Tiểu Tháp. Táng Cương đột nhiên lấy một cái bánh bao thịt ra đưa cho Diệp Quân, ăn đi. Diệp Quân liếc chiếc bánh bao cô bé đưa tới, sau đó cười nói, được. Hắn nhận lấy bánh bao, sau khi cắn một miếng thì nói, có muốn học một chiêu võ kỹ cực hay không? Táng Cương mạnh mẽ gật đầu. Diệp Quân mỉm cười nói, chiêu võ kỹ này do ông nội ta truyền lại, gọi là thuật đê đầu, ta cảm thấy nó rất hợp với ngươi. Nói rồi, hắn bắt đầu dạy Táng Cương thuật đê đầu. Chiêu võ kỹ này cũng không khó, chỉ có điều hơi đẫm máu, nhưng hắn cảm thấy nó rất hợp với Táng Cương học cũng rất nhanh. Chỉ trong chốc lát là có thể nắm vững chiêu này, hơn nữa, cô bé tu luyện vũ trụ quan huyên pháp, bởi vậy, bây giờ tu vi của cô bé đã đạt tới cấp 9, đương nhiên, ngay cả một số tông sư cũng không phải là đối thủ của cô bé, nếu trong lúc chiến đấu, cô bé kích hoạt huyết mạch phong ma, vậy thì lại càng đáng sợ. Đối với cường giả ở thế giới này, sức mạnh của huyết mạch phong ma là một sự đả kích rất lớn. Táng Cương học rất nghiêm túc và rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô bé đã nắm vững những điều cơ bản, sau đó cô bé thỉnh thoảng nhìn vào đầu Diệp Quân. Vì để làm thực lực của con nhóc này tăng lên nhanh hơn, Diệp Quân còn lấy rất nhiều linh tinh ra cho cô bé ăn. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Quân, cô bé chỉ cần mất một buổi tối là đã có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Trời sáng, Diệp Quân quay đầu nhìn Táng Cương bên cạnh vẫn đang tu luyện, ta đi ra ngoài mua chút đồ, người cứ ở đây tu luyện đi. Táng Cương gật đầu, Diệp Quân đứng dậy rời đi. Táng Cương nhìn Diệp Quân rời đi, hai mắt cô bé từ từ nhắm lại, tay phải hơi nhấc lên, trong lòng bàn tay cô bé có dòng máu chuyển động, đột nhiên, cô bé mở mắt, bên trong hai mắt đều là sắc máu, sau đó, toàn bộ căn nhà bay thẳng lên cao mấy chục trượng so với mặt đất. Sức mạnh của huyết mạch phong ma kết hợp với thuật đê đầu, uy lực tăng gấp 10 lần. Thấy uy lực của võ kỹ này lớn như vậy, Táng Cương chớp mắt, đương nhiên hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chóng, khóe miệng cô bé cong lên. Sau khi Diệp Quân đi ra ngoài, hắn cẩn thận ẩn mình, bây giờ hắn phải đợi đến khi Long Đại trở về. Mà khi hắn đang mua đồ, đột nhiên nghe được một tin. Diệp Quân tới trước tường thành thành Thiên Đô, khi nhìn thấy hồn phách của Lý Quản sự bị treo ở đó, vẻ mặt hắn ngay lập tức tối sầm lại. Hắn không ngờ rằng, đối phương lại dám ra tay với chủ quản sự của Tiên Bảo Các. Đúng là không coi ai ra gì. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười khúc khích đột nhiên truyền tới từ bên cạnh. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một thiếu niên chậm rãi bước tới, người tới chính là Trần Nhất Thiên. Sau lưng Trần Nhất Thiên còn có một số cường giả thần bí. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ trở về mà, quả nhiên, bây giờ, ai cũng không thể cứu được ngươi rồi. Khi đang nói chuyện, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, gã vẫn hơi sợ hãi thiếu niên ở trước mặt, dù sao thực lực của Chu Viện chủ không hề yếu, nhưng lúc trước lại bị giết chết trong nháy mắt. Vì vậy, gã đã bảo rất nhiều cường giả hàng đầu đến đây. Diệp Quân nhìn Trần Nhất Thiên, Tiên Bảo Các không thuộc sự quản lý của vũ trụ quan huyên, các người lại dám ra tay với người của Tiên Bảo Các. Ta thực sự đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Ha ha! Trần Nhất Thiên phá lên cười, quả thật là ngươi đã đánh giá thấp bọn ta, nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Vừa nói gã vừa nhìn Lý Quản sự, lắc đầu, vốn dĩ ông ta đang bình yên vô sự, nhưng tiếc là hết lần này tới lần khác ông ta muốn lo chuyện bao đồng, mà ông ta không biết rằng, có vài việc ông ta không nên quan tâm, thích xía vào những việc không nên quan tâm thì đây chính là kết quả. Nói rồi,
gã nhìn về phía Diệp Quân, bắt lại, nhớ rõ, phải bắt sống, Đại Chu muốn tiêu diệt 10 tộc của hắn. Giọng nói vừa dứt, một số cường giả ở xung quanh gã lập tức lao về phía Diệp Quân. Lúc này, bỗng có biến, chỉ nhìn thấy đầu các cường giả xông về phía Diệp Quân đột nhiên bay lên trời, máu tươi phun ra như cột đình. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến vẻ mặt của Trần Nhất Thiên lập tức thay đổi, gã đột ngột quay đầu lại, có một cô bé đang đứng cách đó không xa, đó là Táng Cương. Nhìn thấy Táng Cương, Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ là cô bé lại đi theo tới đây. Lúc này Diệp Quân chạy đến trước mặt Táng Cương, sau đó kéo cô bé chạy đi. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc để cứng rắn với những người này. Thấy hai người bỏ chạy, vẻ mặt Trần Nhất Thiên lập tức trở nên khó coi, đuổi theo. Gã vừa muốn di chuyển, nhưng ngay lúc này, thời không ở nơi xa chợt nứt ra, một giây sau, một ông lão áo đen chậm rãi bước ra. Có thể phá vỡ thời không? Vẻ mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, lúc này, Táng Cương đột nhiên đưa tay phải ra, chợt vung lên cao. Ở cách đó không xa, ông lão mặc đồ đen hình như đã cảm nhận được điều gì đó, con người ông ta chợt co rút lại, hai tay đưa lên che cổ mình lại, nhưng cổ vẫn bị nứt lìa, một dòng máu tươi lập tức phun ra, ông ta hoảng hốt, điên cuồng rút lui, trong chớp mắt, ông ta đã lùi về gần trăm trượng. Mà ở bên kia, Táng Cương cau mày lại, bởi vì đối phương đã ra khỏi khu vực thi pháp của cô bé. Khoảng cách không đủ. Đột nhiên Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn kéo Táng Cương đi, đi. Ngay vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ phía chân trời, giây tiếp theo, một luồng khí tức khủng khiếp quét đến. Cảm nhận được chúng, vẻ mặt Diệp Quân sầm xuống. Một giây sau, một ông lão xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân và Táng Cương, người đến là Chu Lăng. Chu Lăng nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó nói, người đã giết người của Đại Chu bọn ta. Đại Chu. Diệp Quân nheo mắt lại, ngươi là người của Đại Chu sao? Chu Lăng ngẩn người, sau đó bật cười, thì ra ngươi cũng biết ta là người Đại Chu, xem ra, ngươi cũng có bản lĩnh. Diệp Quân nhìn chằm chằm Chu Lăng, theo ta biết, không lâu trước đây, bởi vì tộc Thiên Long không tuân theo quan huyên pháp nên đã bị diệt tộc, ngươi không sợ hành động của mình sẽ làm hại đến Đại Chu à? Nực cười. Chu Lăng khinh thường nói, tộc Thiên Long xứng đáng để so sánh với Đại Chu bọn ta à, ngay cả việc sách giày cho Đại Chu bọn ta, bọn chúng cũng không xứng. Diệp Quân nheo mắt lại, hắn không ngờ Chu Viện chủ lại là người Đại Chu. Chu Lăng nói tiếp, Đại Chu của bọn ta là nền văn minh vũ trụ cấp 5, tộc Thiên Long là cái thá gì mà so sánh với Đại Chu bọn ta, thật nực cười. Sắc mặt Diệp Quân u ám đến đáng sợ. Chu Lăng đột nhiên cười nói, tới thời điểm này rồi mà ngươi vẫn bình tĩnh như vậy, nhất là khi đã biết ta là người của Đại Chu, ta đoán ngươi không phải là người bình thường, nào, hãy nói về thế lực đứng sau ngươi đi. Diệp Quân đang muốn lên tiếng, ngay lúc này, Táng Cương đứng bên cạnh hắn đưa tay phải ra, đột ngột nâng lên. Lập tức ra tay. Chu Lăng cảm nhận được điều gì đó, con ngươi co rút lại, ông ta nắm chặt tay lại, trong nháy mắt. Một tấm bình phong vô hình đột ngột xuất hiện che chắn xung quanh ông ta, cổ họng ông ta bắt đầu nứt toác, máu tươi từ từ rỉ ra. Sắc mặt Chu Lăng đột ngột thay đổi nhanh chóng, cơ thể ông ta run lên kịch liệt, vội vàng lùi về sau mấy chục trượng, sau khi dừng lại, ông ta sờ lên vết nứt ở trên cổ, sau đó nhìn về phía Táng Cương, hơi khó tin, loại võ kỹ gì vậy? Táng Cương cau mày lại, cô bé quay lại nhìn Diệp Quân nghi ngờ hỏi, sao không nhấc lên được? Diệp Quân nói, người tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Mặc dù cô bé nắm bắt rất tốt, nhưng vào thời điểm này thực lực cô bé vẫn còn quá yếu, sự chênh lệch giữa cô bé và Chu Lăng thật sự quá lớn, có thể làm đối thủ bị thương trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực ra đã là điều vô cùng khó tin rồi. Ở xa xa, Chu Lăng nhìn chằm chằm Táng Cương, bắt cô bé đó lại. Tiếng nói vừa dứt, các cường giả Đại Chu ở bên cạnh ông ta lập tức lao tới. Táng Cương lập tức giơ tay lên. Bùm. Khi giơ tay lên, vẻ mặt của các cường giả đang xông tới chỗ cô bé nhanh chóng thay đổi, trong lúc đó, cổ họng của họ đứt lìa, sau đó máu tươi phun ra. Vẻ mặt của Táng Cương cũng tái nhợt đi, tu vi hiện tại của cô bé vẫn còn quá yếu, hoàn toàn không có cách nào để thi triển liên tục thuật đế đầu.
Diệp Quân kéo Táng Cương xoay người bỏ chạy. Muốn chạy hả? Lúc này, Chu Lăng đột nhiên cười ác độc, ông ta đột ngột bay lên trời, vươn tay phải về chỗ của Diệp Quân và Tăng Cương ở phía xa xa, nắm chặt lại. Bùm, khi nắm chặt tay lại, vùng không gian ở chỗ Diệp Quân và Tăng Cương đột nhiên rung lên, sau đó, vùng không gian đó biến thành không gian lồng giam, nhất Diệp Quân và Tăng Cương lại. Diệp Quân lấy ra một con dao rạch một đường xuống cổ tay, máu tươi tuôn trào, hắn còn chưa kịp nói chuyện, thì Táng Cương đứng bên cạnh đã cầm lấy tay hắn bắt đầu hút máu. Diệp Quân! Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này, mặt đầy nghi ngờ. Lúc này, Diệp Quân vội vàng rút tay lại nói, đủ rồi, ta sắp bị ngươi hút hết máu rồi. Táng Cương lè lưỡi liếm vết máu trên khóe miệng, vẫn cảm thấy không đủ. Sau khi cô bé hút máu Diệp Quân, con người dần dần chuyển sang màu đỏ như máu, đồng thời, huyết mạch phong ma trong cơ thể cô bé cũng dần dần thức tỉnh. Ở phía xa, Chu Lăng đột nhiên nói, giết cô bé, giữ lại người đàn ông đó. Sau khi nghe được mệnh lệnh của ông ta, một vài cường giả Đại Chu và cường giả trong thư viện lao thẳng về phía Diệp Quân và Táng Cương. Lúc này, Táng Cương chợt quay đầu, nhấc tay phải lên. Trong chốc lát, đầu của cường giả Đại Chu và cường giả thư viên đồng loạt bay ra ngoài, máu phun ra như cột đình, vô cùng đẫm máu. Lúc này dưới sự hỗ trợ của sức mạnh huyết mạch phong ma, uy lực của thuật đế đầu tăng lên ít nhất 10 lần thế hệ trước. Thấy đầu của mọi người bay ra ngoài hàng loạt, sắc mặt Chu Lăng lập tức trở nên khó coi, ông ta biến mất tại chỗ, một luồng sức mạnh cuốn sạch mọi thứ trong sân. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên thay đổi, vội nói trong lòng tháp ra. Tiểu tháp nói, gọi ta cũng vô ích, ta là đồ bỏ đi. Diệp Quân. Trong mắt Táng Cương lóe lên vẻ dữ tợn, đấm một quyền về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Quân và Táng Cương bay thẳng ra ngoài, bay hơn 10 trượng đồng thời cả hai rơi mạnh xuống đất. Mà ở phía xa, Chu Lăng cũng lùi lại mấy trượng, sau khi dừng lại, ông ta nhìn tay phải của mình, tay phải của ông ta đã nứt ra, máu không ngừng tràn ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Chu Lăng trở nên cực kỳ khó coi, ông ta ngẩng đầu nhìn Táng Cương cách đó không xa, khó tin nói, sao có thể. Cảnh giới của ông ta cao hơn cô bé trước mặt gần 8 cấp, nhưng cô bé này lại có thể làm ông ta bị thương, điều này thực sự rất kỳ lạ. Như nghĩ đến gì đó, ông ta chợt nheo mắt, sức mạnh huyết mạch này của ngươi, không ngờ, ngươi có huyết mạch đặc thù. Sức mạnh huyết mạch. Chỉ có cường giả cấp cao mới có thể hình thành sức mạnh huyết mạch truyền thừa, nói cách khác, cô bé trước mặt này có tổ tiên là cường giả, hơn nữa không yếu. Chu Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Táng Cương, cười khẩy, sao trong huyết mạch đặc thù còn có một ít khí tức tà ác, xem ra, huyết mạch khởi nguyên không phải thứ gì tốt. Nói xong ông ta lao về phía trước, đánh một quyền về phía Táng Cương và Diệp Quân, đòn đánh này có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nắm đấm đi đến đâu, không gian từng tấc nổ tung. Hai mắt Táng Cương lộ ra vẻ hung ác, bỗng cô bé gầm lên, giơ tay phải, lần này nhấc tay lên, sắc mặt Chu Lăng lập tức thay đổi. Bởi ông ta cảm nhận được cổ họng mình như sắp nứt toác, ông ta không dám lơ là, lập tức dừng lại, rồi liên tục lùi về sau, lùi hàng chục trượng, khi ông ta vừa dừng lại, quanh cổ ông ta máu chảy không ít. Chu Lăng khó tin, võ kỹ của ngươi là võ kỹ gì? Xa xa, bởi vì Táng Cương lần thứ hai thi triển thuật đế đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vô cùng hỗn loạn. Diệp Quân bế cô bé lên rồi bỏ chạy. Hắn biết rất rõ, bây giờ bọn họ không phải đối thủ của đám người này, phải trì hoãn đợi Long Đại quay về. Thấy Diệp Quân dẫn Táng Cương bỏ chạy, Chu Lăng đột nhiên tức giận nói, ngươi chạy thoát sao? Nói xong, ông ta dẫn một đám cường giả Đại Chu và cường giả thư viện Quan Huyên đuổi theo. Trần Nhất Thiên nhìn về phương xa, gã do dự một lát, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, sau đó lấy ra một lá bùa rồi bóp nát. So với Đại Chu, gã càng hy vọng Diệp Quân chết, bởi nếu sự việc ở đây bị vạch trần, sẽ gây bất lợi cho nhà họ Trần. Quan Huyên Pháp. Ở nơi này, bọn họ có thể giải quyết mọi việc, nhưng nếu sự việc bị bại lộ, chưa chắc nhà họ Trần sẽ giải quyết được. Đừng nói nhà họ Trần, kẻ đứng sau nhà họ Trần cũng chưa chắc giải quyết được. Không thể làm lớn chuyện. Nếu làm lớn chuyện này, cho dù có thể giải quyết, cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng lớn.
Vì vậy, gã đề nghị điều động cường giả tinh nhuệ nhất của nhà họ Trần đến tiếp viện, để phòng ngừa điều không may. Cách đó không xa, Diệp Quân đang kéo Táng Cương chạy như điên, nhưng vào lúc này, hắn không có tu vi, căn bản không thể chạy khỏi đám người Chu Lăng kia. Thấy đám người Chu Lăng đã đuổi đến sau lưng, Diệp Quân thầm nói, Tháp gia, nếu ngươi không làm gì thì chúng ta sẽ chết ở đây đấy. Tiểu Tháp do dự, sau đó nói, hay là để cô bé triệt để rơi vào phong ma. Diệp Quân lập tức lắc đầu, không được. Triệt để rơi vào phong ma sẽ hại chết cô bé, bây giờ cô bé không thể chịu được sức mạnh phong ma nếu làm vậy. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên đánh đến. Sắc mặt Diệp Quân chợt thay đổi, hắn vội vàng kéo Táng Cương ra sau lưng. Ầm. Diệp Quân và Táng Cương bị hất văng ra ngoài, ngã xuống đất, Diệp Quân phun ra một ngụm máu. Thấy một đám cường giả lao về phía Diệp Quân và Táng Cương, Chu Lăng nói, đừng giết hắn, ta phải biết lai lịch của hắn, giết sạch chín tộc của hắn. Cường giả Đại Chu vừa xông tới trước mặt Diệp Quân và Táng Cương, chỉ thấy Táng Cương bỗng đứng lên, cô bé bỗng siết chặt hai tay, ánh mắt bỗng hiện lên vô số tia máu, cùng lúc đó tia sáng nhạt xuất hiện quanh người cô bé. Sức mạnh huyết mạch điên cuồng sôi trào. Lúc này các cường giả đã chạy đến trước mặt cô bé và Diệp Quân. Cô bé bỗng tức giận gào lên, hai tay hung hãn giơ lên. Vèo. Đầu của mười mấy cường giả Đại Chu và cường giả Thư viện Quan Huyên bỗng đồng loạt bay lên trời, máu bắn ra. Thấy thế, các cường giả Đại Chu và Thư viện còn lại đều biến sắc, lùi về sau không dám bước lên. Họ nhìn Táng Cương cả người đầy máu, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Lúc này, Diệp Quân cũng nhận thấy Táng Cương có gì đó không đúng. Huyết mạch phong ma trong người cô bé đang dâng trào, đôi mắt như biển máu, sự tỉnh táo trong mắt cô bé dần biến mất. Thấy thế Diệp Quân sầm mặt. Hắn biết thần trí của cô bé đang dần biến mất, sắp rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, Diệp Quân vội nắm lấy tay cô bé nói, Táng Cương, bình tĩnh. Táng Cương siết chặt cả hai tay, máu trong cơ thể liên tục trào ra, ngay sau đó cô bé bỗng tóm lấy cổ của Diệp Quân. Diệp Quân hoảng hốt, người phải bình tĩnh. Táng Cương run giọng nói, ta không kiểm soát được bản thân. Diệp Quân. Sau khi sức mạnh huyết mạch của cô bé dâng trào, thần trí của cô bé dần biến mất, thay vào đó là sát khí và sự điên cuồng. Ở một bên khác, nhìn thấy Táng Cương bỗng tóm lấy cổ Diệp Quân, mọi người đều hơi khó hiểu, hai người này đang làm cái quái gì thế? Chu Lăng nhìn chằm chằm Táng Cương, ánh mắt cũng hiện lên vẻ kiêng dè. Diệp Quân nhìn chằm chằm Táng Cương đang rơi vào điên cuồng, ta dạy ngươi chiêu võ giết người lợi hại hơn, mắt Táng Cương bỗng sáng lên, được, nói rồi cô bé buông tay ra. Cả người Diệp Quân bị tê liệt, mẹ nó chứ. Cô bé cố ý đúng không? Tiểu Tháp bỗng nói, mẹ nó, huyết mạch phong ma của hai ngươi đều hơi không đạt chuẩn. Diệp Quân. Ngay lúc này Chu Lăng bỗng tiến lên một bước, ông ta vừa bước đến thì một luồng sức mạnh vô hình quét qua sân. Thoáng chốc Diệp Quân và Táng Cương bị sức mạnh này bao phủ. Táng Cương nhìn chằm chằm Chu Lăng, cô bé bỗng giơ tay phải lên, vô số ánh sáng máu xuất hiện trong khu vực thời không chỗ Chu Lăng. Thuật đề đầu. Tức là khống chế huyết mạch trong cơ thể đối phương, sau đó lập tức tách cổ và đầu của đối phương ra, có sự trợ giúp của huyết thống phong ma, uy lực của thuật đề đầu này tăng lên rất nhiều, vì muốn khống chế huyết mạch của đối phương, trước hết phải trấn áp huyết mạch của đối phương. Trên thế giới gần như không có huyết mạch nào mạnh hơn huyết mạch phong ma. Lúc này, Chu Lăng cảm thấy máu cả thân sôi trào, đồng thời cổ và cổ họng của ông ta bỗng bị bóp chặt, sắp bị tách ra hoàn toàn. Ông ta hoảng hốt, vội trấn áp sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình, cùng lúc đó ông ta lại lui về sau. Sau khi lùi về sau mấy chục trượng, ông ta mới cảm thấy sức mạnh bí ẩn trong cơ thể đã biến mất không ít. Chu Lăng nhìn Táng Cương ở phía xa. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì ông ta nhận ra sức mạnh của cô bé trước mặt này lại mạnh hơn lúc nãy không ít. Sắc mặt Táng Cương ở cách đó không xa trắng bệch như tờ, chiêu vừa rồi đã khiến huyền khí còn lại trong người cô bé bị tiêu hao gần hết. Bây giờ tu vi của cô bé vẫn còn quá thấp. Nếu tu vi của cô bé cao hơn thì với huyết mạch phong ma và thuật đề đầu, cô bé có thể đánh bại tất cả cường giả ngay lập tức. Chu Lăng bỗng tức giận nói, rất tốt, tốt lắm. Thế mà lại quang minh chính đại tàn sát cường giả Thư viện Quan Huyên, ta đã đánh giá thấp lá gan của các ngươi rồi.
Diệp Quân nhìn Chu Lăng, mặt không cảm xúc, thư viện quan huyên nối giáo cho giặc, đáng chết. Đáng chết ư? Chu Lăng tức giận cười, thật nực cười, một người bình thường như ngươi cũng dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Nói rồi ông ta bỗng nhìn Táng Cương, cô ta đã hết sức rồi, giết cô ta đi. Các cường giả Đại Chu và cường giả thư viện quan huyên bên cạnh ông ta đều hơi kiêng dè, không dám bước đến. Cô bé này quả thật hơi đáng sợ. Sắc mặt Chu Lăng sầm lại, tức giận nói, còn đợi cái gì? Mấy cường giả Đại Chu không dám làm trái lệnh của ông ta, lúc này lại xông về phía Táng Cương và Diệp Quân. Táng Cương nhìn mấy người lao về phía mình, cô bé hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên tia tàn ác, đang định ra tay lần nữa thì lúc này một tiếng hét tức giận bỗng vang lên từ trên trời, dừng tay. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Quân thở phào. Cuối cùng cũng đến rồi. Chu Lăng quay đầu lại nhìn phía xa, có vài người đang chạy đến. Người đi đầu là Phương Ngự. Diệp Quân nhờ Long Đại đi đưa hai bức thư, một bức trong đó gửi cho Phương Ngự. Đằng sau Phương Ngự còn có hai cường giả bí ẩn mặc đồ đen. Long Đại cũng ở trong đó. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, Long Đại vội chạy đến trước mặt hắn, quan tâm hỏi, sư phụ không sao chứ? Diệp Quân mỉm cười, không sao. Phương Ngự nhìn Diệp Quân, khẽ cau mày, bộ dáng lúc này của Diệp Quân khác hẳn trước kia, cho nên gã thấy Diệp Quân hơi quen nhưng lại không nhận ra hắn, nên cảm thấy hơi ngờ vực. Lúc nhìn thấy Phương Ngự, Chu Lăng nhíu mày, ngươi là ai? Dĩ nhiên ông ta không biết Phương Ngự, dù sao trước kia ông ta cũng luôn ở Đại Chu, ông ta chưa từng tiếp xúc với Phương Ngự. Phương Ngự rời mắt khỏi Diệp Quân, quay sang nhìn Chu Lăng, Phương Ngự, viện chủ viện tuần tra của Vũ Trụ Quan Huyên. Nhận được lệnh của viện trưởng Vũ Trụ Quan Huyên thay mặt viện trưởng kiểm tra chư thiên vạn giới. Nghe Phương Ngự nói thế, sắc mặt của Trần Nhất Thiên bỗng tái nhợt, Chu Lăng không biết Phương Ngự nhưng Trần Nhất Thiên lại biết, chuyện giữa Phương Ngự và Diệp Quân đã được truyền đi rộng rãi trong Vũ Trụ Quan Huyên. Người trước mặt này là huynh đệ của viện trưởng. Gã không ngờ Phương Ngự này lại đến đây. Chu Lăng ở cách đó không xa nhíu mày, viện tuần tra gì chứ? Phương Ngự nhìn thẳng vào Chu Lăng, ta nhận được báo cáo, nơi này có người xem thường quan huyên pháp, ép buộc muốn xóa bỏ hàng trăm triệu sinh linh. Ngươi đừng nói bậy bạ. Chu Lăng bỗng xua tay nói, ta chỉ biết hắn giết người Đại Chu ta. Không chỉ vậy, bọn hắn còn chống cự bắt giữ, vừa rồi lại giết người của Đại Chu và thư viện quan huyên, tự ngươi nhìn máu của thi thể dưới đất vẫn còn nóng đấy. Phương Ngự nhìn thẳng vào Chu Lăng. Trước khi đến đây ta đã điều tra rồi, Chu viện chủ hợp tác với nhà họ Trần cùng mưu lợi, vì lợi ích cá nhân thế mà lại xem thường quan huyên pháp, ép buộc phá hủy một lục địa vũ trụ có hàng trăm triệu sinh linh, hành vi này thật sự là vô nhân đạo. Ông đây mặc kệ. Chu Lăng lại vung tay lên, nhìn chằm chằm Phương Ngự, ta chỉ biết hắn giết người Đại Chu ta, giết người đền mạng, ông đây muốn hắn đền mạng, có ai đến cũng không làm được gì. Phương Ngự híp mắt, Chu Lăng. Đại Chu cũng thuộc quyền quản lý của Vũ Trụ Quan Huyên. Chu Lăng cười nói, sao nào, tên nhóc người muốn lấy Vũ Trụ Quan Huyên ra để chèn ép ta à? Ngươi cũng không xem thử ngươi là cái thứ gì, ngươi xứng sao? Ánh mắt Phương Ngự dần trở nên lạnh lùng, Chu Lăng, ông đã tàn sát thị vệ của Tiên Bảo Các, hơn nữa còn tự ý dùng hình, cưỡng ép giam giữ một chủ quản sự của Tiên Bảo Các, vi phạm nghiêm trọng Quan Huyên Pháp. Theo Quan Huyên Pháp, ta có quyền bắt ông. Người đâu, bắt ông ta. Nghe Phương Ngự nói thế, hai cường giả đồ đen phía sau ông ta lập tức bước đến trước một bước, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ lấy Chu Lăng, lúc này Chu Lăng nói, ông đây xem ai dám. Nói rồi ông ta vung tay lên, một luồng khí tức đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ trong người ông ta, trấn áp hai người đồ đen đó. Các cường giả Đại Chu bên cạnh ông ta lần lượt đi tới, họ nhìn mấy người Phương Ngự bằng ánh mắt cực kỳ không có thiện cảm. Thấy thế, sắc mặt Phương Ngự lập tức trở nên vô cùng khó coi, Chu Lăng, ông muốn làm phản à? Chu Lăng khinh thường nói, Phương Ngự, ngươi nghĩ ngươi là ai mà cũng xứng nói thế với ta, là ta giết người của Tiên Bảo Các, lý quản sự đó là do ta giết, ngươi có thể làm gì? Phương Ngự híp mắt, bắt ông ta. Hai cường giả đồ đen phía sau ông ta bỗng biến mất khỏi đó. Chu Lăng nói, giết chúng, giết. Hai bên bắt đầu nhào vào đánh nhau. Chẳng mấy chốc Phương Ngự sầm mặt,
vì người của gã vốn đã gặp bất lợi, gã lại vội vã chạy tới nên gã không có đến thư viện quan huyên để điều động quan huyên vệ, chỉ dẫn theo hai hộ vệ, dĩ nhiên gã không ngờ Chu Lăng lại ngông cuồng như vậy, dám công khai coi thường quan huyên pháp. Dừng tay. Ngay lúc này một giọng nói vang lên, ngay sau đó một người đàn ông bước đến. Người đến là Trần Tiêu, gia chủ nhà họ Trần. Chu Lăng cau mày nhìn Trần Tiêu, lúc này trong đầu ông ta bỗng vang lên giọng của Trần Tiêu, Chu Lăng đại nhân, người này có thân phận đặc biệt, có quan hệ thân thiết với viện trưởng, không thể giết được, để ta đi nói chuyện với hắn. Viện trưởng. Chu Lăng cau mày, im lặng không nói gì, xem như thầm thừa nhận. Trần Tiêu quay đầu sang nhìn Phương Ngự, mỉm cười, Phương viện chủ, ta là Trần Tiêu, gia chủ nhà họ Trần, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Phương Ngự nhìn Trần Tiêu, hiểu lầm ư? Trần Tiêu gật đầu, xòe tay ra, một chiếc nhẫn chậm rãi bay tới trước mặt Phương Ngự, bên trong chiếc nhẫn có mấy mươi vạn viên linh tinh, ngoài ra còn có một ít tinh thể vĩnh hằng. Phương Ngự nhíu mày. Trần Tiêu nhìn Phương Ngự nói, Phương viện chủ, mặc dù nhà họ Trần ta không bằng tộc Nạp Lan tộc và Diệp tộc, nhưng cũng được xem là có thế lực ở vũ trụ quan huyên, nhà họ Trần muốn kết bạn với Phương công tử. Phương Ngự nhìn chiếc nhẫn đó rồi nói, Trần gia chủ, ông đang hối lộ tôi à? Trần Tiêu nhìn chằm chằm Phương Ngự, ta chỉ muốn kết bạn với Phương viện chủ. Phương Ngự nhìn thẳng vào ông ta, nếu ta không nhận thì sao? Trần Tiêu mỉm cười nói, cho dù Phương viện chủ xem thường nhà họ Trần ta, nhưng cũng nên nể mặt Đại Chu chứ. Cái đầu ngươi ấy chứ. Phương Ngự bỗng tức giận chỉ vào Trần Tiêu, ta nói cho ông biết, ngoài Dương huynh ra thì ông đây không nể mặt ai hết đấy. Người nhà họ Trần và Đại Chu ngang nhiên coi thường quan huyên pháp, coi thường mạng sống của người dân, các ông đều phải chết. Mọi người. Nghe Phương Ngự nói thế, sắc mặt Trần Tiêu xa sầm. Mẹ nó chứ. Mẹ kiếp, đây là một thằng liều lĩnh. Ông ta thật sự không ngờ Phương Ngự sẽ trở mặt như vậy, không chỉ không nể mặt nhà họ Trần mà còn chẳng nể mặt Đại Chu. Loại người này không sống bao lâu đâu. Ông ta chắc mẩm như vậy. Nghe Phương Ngự nói thế, Chu Lăng đứng cách đó không xa bỗng tức giận nói, đều phải chết ư. Lớn lối quá đấy, Phương Ngự, người nghĩ ngươi là ai? Nào, hôm nay người Đại Chu ta đều ở đây. Người động vào một người thử xem. Thân là người Đại Chu, ông ta vẫn luôn xem thường vũ trụ quan huyên, càng chẳng xem quan huyên pháp ra gì. Đại Chu là nền văn minh vũ trụ cấp 5. Bây giờ người của một nền văn minh vũ trụ cấp thấp lại dám kiêu ngạo trước mặt ông ta, quả thật không thể nhịn được. Phương Ngự mặc kệ Chu Lăng ngông cuồng đó, nhìn các cường giả thư viện quan huyên ở một bên, tức giận quát, lẽ nào các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc à? Sắc mặt các cường giả thư viện quan huyên đều hơi khó coi. Bây giờ Phương Ngự đại diện cho thư viện quan huyên, cấp bậc cũng cao hơn họ, theo lý thì họ nên nghe theo Phương Ngự, nhưng nhà họ Trần và Đại Chu. Thấy các cường giả đó do dự, Phương Ngự lập tức nói, các ngươi muốn chết không nơi chôn thân à. Nghe Phương Ngự nói thế, các cường giả của thư viện quan huyên đều hoảng sợ, đang định bước lên đầu hàng, nhưng lúc này Trần Tiêu cách đó không xa bỗng nói. Các vị phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ là ai đang nắm quyền tiên bảo các và nội các? Nghe thế các cường giả thư viện quan huyên biến sắc. Ai đang nắm quyền tiên bảo các và nội các? Nữ hoàng Đại Chu Chu Phản. Chống đối lại Đại Chu. Các cường giả thư viện quan huyên nhìn nhau, do dự không quyết. Trần Hiểu lại nói, các vị, cuộc đời giống như một ván cờ, đi bước nào không được hối hận, nếu đi sai một nước sẽ phải chấp nhận số phận. Nhưng nếu lựa chọn đúng thì sẽ đạt được thành công, tận hưởng sự giàu có mãi mãi. Lúc này một thống lĩnh thư viện quan huyên dẫn đầu bỗng trầm giọng nói, bọn ta sẵn lòng tuân theo lệnh của Chu đại nhân. Họ vẫn quyết định đứng về phía Đại Chu. Thấy thế Chu Lăng bật cười, ông ta nhìn thoáng qua Phương Ngự đang sầm mặt đứng cách đó không xa, đắc ý nói, người nghĩ người có chút quan hệ với viện trưởng là có thể xem thường Đại Chu ta à? Đúng là nực cười. Cái thứ không biết tự lượng sức mình. Trần Tiêu bỗng nói, giết hắn. Giết hắn. Nghe thế, mọi người đều sửng sốt. Giết Phương Ngự. Mọi người đều không thể tin được, phải biết Phương Ngự là viện trưởng viện tuần tra, đại diện cho Diệp Quân đi kiểm tra chư thiên vạn giới, đó là thân phận chính phủ. Hơn nữa Phương Ngự và Diệp Quân còn có quan hệ.
Trần Tiêu nhìn chằm chằm Phương Ngự ở phía xa, dùng huyền khí truyền âm cho Chu Lăng, người này biết quá nhiều, nếu để hắn sống, sau khi về thư viện, hắn chắc chắn sẽ tiết lộ tất cả những điều đã xảy ra ở đây, lúc đó sẽ gặp phiền toái. Nghe thế Chu Lăng sầm mặt. Đúng thế thật. Nếu chuyện ở đây bị bại lộ, lúc đó quả thực sẽ rất phiền phức, mặc dù ông ta khinh thường vũ trụ quan huyên nhưng ông ta cũng không ngốc, nếu chuyện ở đây bị bại lộ, ông ta chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Chuyện này không thể làm lớn được. Trần Tiêu nhìn chằm chằm Phương Ngự ở phía xa, ánh mắt hiện lên sát khí, một thanh niên có tiềm lực vô hạn như vậy, nếu không thể lôi kéo về phe mình thì phải tiêu diệt. Ông ta sợ chuyện ở đây bị lộ ra ngoài hơn Đại Chu, một khi chuyện này bị bại lộ, nhà họ Trần sẽ xong đời, dù sao ngay cả tộc Thiên Long mà thư viện cũng dám tiêu diệt, nhà họ Trần họ kém xa tộc Thiên Long rất nhiều. Thấy Chu Lăng còn do dự, Trần Tiêu lại nói, người này có quan hệ với viện trưởng, hôm nay nếu để hắn đi, đến khi hắn quay về sẽ đổ thêm dầu vào lửa trước mặt viện trưởng, lúc đó ta và ngươi đều không có đường sống. Viện trưởng. Chu Lăng nhíu mày. Trần Tiêu nói tiếp, người này không thèm nghe lời, không giết không được. Chu Lăng nhìn Phương Ngự, suy xét một lúc, ánh mắt ông ta lóe lên tia độc ác nói, giết hắn. Một là không làm, hai là làm tới cùng. Dĩ nhiên ông ta cũng hiểu, đến lúc này rồi thì một là không làm, hai là làm cho tuyệt tình. Nghe Chu Lăng nói thế, các cường giả Đại Chu bên cạnh ông ta lập tức ra tay. Phương Ngự ở đằng xa bỗng lấy lệnh bài màu bạc ra, các ngươi có biết đây là lệnh bài này không? Mọi người nhìn lệnh bài trong tay Phương Ngự, trên lệnh bài có ba chữ lớn, quan huyên lệnh. Phương Ngự nhìn chằm chằm đám người Chu Lăng, đây là quan huyên lệnh do viện trưởng ban cho, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy viện trưởng. Ta thay mặt viện trưởng tuần tra chư thiên vạn giới, có quyền điều động bất kỳ cường giả nào trong thư viện quan huyên, các ngươi còn không mau quỳ xuống. Nghe Phương Ngự nói, sắc mặt các cường giả thư viện quan huyên trở nên trắng bệch. Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy viện trưởng. Các cường giả Đại Chu cũng hơi sợ, mặc dù họ là người Đại Chu, nhưng bây giờ Đại Chu lại nằm dưới sự chỉ huy của thư viện quan huyên, hơn nữa dĩ nhiên họ hơi sợ Diệp Quân, dù sao đó cũng là người đàn ông của nữ hoàng bệ hạ. Lúc này Trần Tiêu bỗng bật cười, quan huyên lệnh, sao bọn ta biết đây là thật hay giả? Phương Ngự nhìn Trần Tiêu. Ánh mắt như phun ra lửa, Trần Tiêu, ông có biết ông đang nói gì không? Trần Tiêu nhìn thẳng vào Phương Ngự, ngươi nói ngươi là viện chủ viện tuần tra được viện trưởng bổ nhiệm, nhưng có công văn của nội các không? Phương Ngự híp mắt, lệnh của viện trưởng có giá trị hơn nội các. Trần Tiêu cười nhạo, nói thế là ngươi không có công văn của nội các. Ta nghĩ quan huyên lệnh trong tay ngươi cũng là giả. Nói đến đây, ông ta bỗng tức giận chỉ vào Phương Ngự. Ngươi thật to gan, dám làm giả quan huyên lệnh, giả mạo lệnh của viện trưởng, ngươi phạm tội chết. Phương Ngự sầm mặt, gã không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà đối phương lại dám đảo ngược trắng đen như vậy. Dám nghi ngờ quan huyên lệnh mà viện trưởng tự mình ban phát. Phương Ngự bỗng rót huyền khí vào thúc giục quan huyên lệnh. Một tia sáng màu trắng từ trong quan huyên lệnh bay lên trời rồi đi vào tận sâu tinh hà. Thấy thế Trần Tiêu biến sắc, mau giết hắn. Chu Lăng nhìn Trần Tiêu, lúc này Trần Tiêu hơi hoảng sợ, hắn sử dụng quan huyên lệnh, cường giả thư viện ở cách đó hàng ngàn vạn dặm cảm nhận được mệnh lệnh đều phải nhanh chóng tới đây. Nhanh lên, mau giết chúng. Nghe Trần Tiêu nói thế, Chu Lăng sầm mặt, ông ta nhìn Phương Ngự, giết hắn đi. Cường giả Đại Chu bên cạnh ông ta nghe thế lập tức xông đến chỗ Phương Ngự. Hai cường giả mặc đồ đen bên cạnh Phương Ngự, lập tức đứng trước mặt Phương Ngự. Một người trong đó trầm giọng nói, Phương viện chủ, họ muốn giết người diệt khẩu, không tiện ở lại đây lâu, người đi trước đi. Hai người biết mình không phải đối thủ của những cường giả Đại Chu và thư viện quan huyên trước mặt này nên vừa ra tay đã đốt cháy cả thân xác và linh hồn. Phương Ngự không rời đi, gã nhìn chằm chằm Chu Lăng và Trần Tiêu ở phía xa, sắc mặt gã khó coi, gã không ngờ nơi xa xôi này lại có thể tối tăm như vậy. Ngay cả quan huyên lệnh cũng không dám nghe. Hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu. Quả thật là vô pháp vô thiên. Thật ra ngoài tức giận, gã còn cảm thấy hoang mang. Kể từ sau khi được lệnh tuần tra chư thiên vạn giới, gã đã nhìn thấy quá nhiều sự tối tăm. Sự tối tăm ở vài nơi quả thực là không thể tưởng tượng được,
nhất là những người ở tầng đáy xã hội, quả thực là không dễ dàng, nếu gặp phải những người lấy quyền thế chèn ép, họ cũng chẳng có nơi nào để giải tỏa sự bất bình. Đi đến vũ trụ quan huyên. Chuyện đó không thể được. Đôi khi họ có cả trăm cách để giết chết ngươi. Nhưng so với nơi này, những gì gã từng trải qua vẫn chỉ là một phần nhỏ, gã không ngờ người của nhà họ Trần và Đại Chu lại dám tiêu diệt hàng trăm triệu sinh linh vì lợi ích của mình. Hàng trăm triệu đấy. Mặc dù đại lục bị vứt bỏ đó đã là một hành tinh lục địa bị bỏ rơi, người dân trên đó cũng là những người bình thường, nhưng ở đó cũng có hàng trăm triệu sinh mạng. Thư viện Quan Huyên hiện đang kiểm soát toàn bộ vũ trụ, nếu thư viện có hành vi bất công, coi thường sự sống, đó sẽ là thảm họa lớn đối với hàng trăm triệu vũ trụ tinh hà. Lợi ích. Trong mắt Phương Ngự hiện lên tia phức tạp, lúc này gã mới nhận ra, khi lợi ích đủ lớn, rất nhiều thế lực dám làm bất cứ điều gì. Cách đó không xa, Diệp Quân bảo Long Đại lấy hai viên đan dược trị thương cho Táng Cương uống, sắc mặt Táng Cương mới tốt hơn một chút. Lúc này một ông lão bỗng xuất hiện bên cạnh Long Đại, Long Đại ngạc nhiên, lão tổ. Ông lão đánh một bạt tai vào mặt Long Đại. Long Đại còn chưa kịp phản ứng, cô ta ngã sóng xoài văng ra xa cả mấy trượng. Diệp Quân vội chạy đến đỡ Long Đại dậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn ông lão, ánh mắt âm trầm, ông làm gì thế? Ông lão mặc kệ Diệp Quân, nhìn Long Đại cách đó không xa, tức giận nói, đồ ngốc, người đến vũ trụ Quan Huyên để báo tin vì một người không liên quan, người có biết người sẽ hại chết nhà họ Long chúng ta không? Hai tay Long Đại ôm lấy mặt, ánh mắt ngập nước, không nói gì. Ông ta rất tức giận, đang muốn bước đến đánh thêm cái nữa, nhưng Diệp Quân đã đứng trước mặt Long Đại, trợn mắt nhìn ông lão giả, ông thử động vào cô ấy thử xem. Ông lão híp mắt, ngươi là ai? Diệp Quân, ta là sư phụ của cô ấy. Nực cười. Ông lão khinh thường nói, ngươi có thân phận gì mà xứng làm sư phụ của người nhà họ Long? Ông ta nhìn Long Đại ở một bên, tức giận nói, cái đồ không biết sống chết, còn không mau cút về nhà họ Long. Diệp Quân quay đầu nhìn Long Đại đang vô cùng uất ức, khẽ nói, cô về nhà họ Long trước đi, sư phụ sẽ đích thân đến đón cô đi. Long Đại nhìn Diệp Quân, nước mắt chảy dài. Diệp Quân lau đi nước mắt trên gò má cô ta, khẽ nói, nếu nhà họ Long không cần cô, vậy cô đi theo sư phụ, trở thành người nhà họ Dương. Nực cười. Ông lão nhà họ Long bỗng chế giễu, làm người nhà họ Dương của ngươi ư. Nhà họ Dương ngươi là cái thá gì? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía lão tổ nhà họ Long, khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, lão tổ nhà họ Long không biết tại sao lại cảm thấy căng thẳng. Nhưng Diệp Quân đã nhìn sang chỗ khác, hắn nhìn Long Đại trước mặt, mỉm cười nói, về nhà họ Long trước, đến lúc đó sư phụ đến đón cô. Long Đại do dự một lúc, sau đó gật đầu, sư phụ, cẩn thận chút. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nhìn Long Đại và lão tổ nhà họ Long rời đi, Diệp Quân quay đầu nhìn Phương Ngự cách đó không xa. Lúc này hai cường giả thư viện Quan Huyên mà Phương Ngự dẫn đến bị trấn áp hoàn toàn. Mặc dù họ đã đốt cháy thân xác và linh hồn, sức mạnh của họ được tăng lên rất nhiều, nhưng quá ít người. Lúc này một thị vệ đồ đen mà Phương Ngự dẫn đến bỗng xoay người nhìn Phương Ngự, hai mắt đỏ ngầu, Phương viện chủ, đi mau. Phương Ngự lắc đầu. Gã biết gã không thể đi được. Trần Tiêu cách đó không xa bỗng biến mất, mục tiêu của ông ta không phải là hai thị vệ đó mà là Phương Ngự. Phương Ngự sống sót là bất lợi lớn nhất với nhà họ Trần ông ta. Lúc này ông ta cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến những thứ khác, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Phương Ngự nhìn Trần Tiêu đang lao đến, mặt không cảm xúc, mặc dù thực lực của gã không cao và kém xa Trần Tiêu, nhưng ánh mắt gã không hề có sự sợ hãi. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét tức giận bỗng vang lên khắp trời, ngay sau đó một khí tức đáng sợ bỗng truyền đến. Sau đó một tia sáng phá vỡ thời không, thoáng chốc nổ ầm trước mặt Trần Tiêu. Trần Tiêu biến sắc, tung ra nắm đấm. Ầm. Sau khi quyền mang nổ tung, Trần Tiêu bị đẩy lùi về phía sau hàng trăm trượng, vừa dừng lại thời không phía sau ông ta nứt ra vang lên tiếng ầm, sau đó nứt ra. Sau khi dừng lại, Trần Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phương Ngự cách đó không xa, một người đàn ông đứng trước mặt Phương Ngự. Người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ rộng, dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm.
Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Trần Tiêu, sau đó xoay người nhìn Phương Ngự, ông ta cúi chào, Tư Mã Phong, viện chủ thư viện Quan Huyên ở tinh vực An Vân chào viện chủ Phương Ngự. Tinh vực An Vân của Tư Mã Phong ở rất gần đại lục này, sau khi nhận được tin tức của Quan Huyên lệnh, ông ta lập tức chạy đến đây. Thân là viện chủ, dĩ nhiên ông ta biết Phương Ngự, hiện tại Phương Ngự nắm giữ Quan Huyên lệnh, đây là người được viện trưởng giao phó trọng trách nên ông ta sẽ không nghi ngờ thân phận của Phương Ngự. Dĩ nhiên ông ta cũng hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ lại có người dám ra tay với Phương Ngự. Ra tay với một viện chủ, đúng là phát điên rồi. Thấy Tư Mã Phong xuất hiện, Phương Ngự cũng thở phào, nếu không có người giúp thì e là hôm nay gã sẽ phải ngỏm ở đây. Tư Mã Phong quay người nhìn Trần Hiểu cách đó không xa, tức giận nói, các ngươi là ai mà lại dám tấn công một viện chủ của thư viện? Muốn phản loạn à? Trần Tiêu nhìn Tư Mã Phong chằm chằm, ánh mắt tối sầm, không nói gì mà nhìn Chu Lăng ở một bên. Mặc dù nhà họ Trần có chút thế lực nhưng ông ta biết rõ không thể áp chế đám viện chủ này, chỉ có Đại Chu mới có thể. Chu Lăng cách đó không xa nhìn thấy Tư Mã Phong, sắc mặt xa sầm, ông ta nhìn chằm chằm Tư Mã Phong nói, Tư Mã Phong, ta là Chu Lăng, quan tiết độ sứ của Đại Chu. Tư Mã Phong sửng sốt, dĩ nhiên ông ta biết Đạt Chu. Cách đây không lâu Đại Chu đã sáp nhập với Thư viện Quan Huyên mà nữ hoàng Đại Chu còn là chủ mẫu của Thư viện Quan Huyên. Chuyện này không đúng lắm. Tư Mã Phong nhạy bén nắm được vài điểm mấu chốt, sắc mặt bỗng tối sầm khi ông ta nhận ra người Đại Chu muốn giết Phương Ngự viện chủ. Chu Lăng nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, nói Tư Mã viện chủ, hai người bên dưới đã giết mấy người Đại Chu của ta, tội đáng chết, nhưng Phương Ngự này lại muốn bênh vực hắn. Người nói xem làm vậy là nên hay không, Tư Mã Phong nhìn Diệp Quân và Táng Cương bên dưới, không nói gì. Lúc này Phương Ngự bỗng nói, Tư Mã viện chủ, ta nói rõ ngọn nguồn chuyện này cho ông, gã nói chi tiết lại chuyện này. Sau khi nghe Phương Ngự nói xong, sắc mặt Tư Mã Phong trở nên khó coi. Hy sinh hàng trăm triệu sinh linh. Đúng là điên rồ. Phải biết kể từ sau khi Thư viện Quan Huyên thành lập, các khu vực ở vũ trụ đều nghiêm cấm những trận chiến quy mô lớn, nhất là đối với những cường giả hàng đầu đó, hạn chế vô cùng lớn, sợ các cường giả hàng đầu sẽ làm tổn hại đến những người vô tội. Nhưng nhà họ Trần và Chu Lăng trước mặt lại coi thường hàng trăm triệu sinh mạng vì lợi ích cá nhân của mình. Tư Mã Phong không chút do dự nhìn Chu Lăng và Trần Tiêu cách đó không xa, Chu Lăng đại nhân, Phương Ngự là viện chủ, theo cấp bậc thì còn hơn cả ngươi, ngươi có chắc muốn đánh hắn không? Nghe Tư Mã Phong nói thế, sắc mặt Chu Lăng xa sầm, ông ta nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, không nói gì. Trần Tiêu ở một bên bỗng nói, Tư Mã viện chủ, chuyện này đúng sai. Câm miệng. Tư Mã Phong tức giận chỉ vào Trần Tiêu, ngươi là gia chủ của một thế gia nhỏ, có tư cách gì nói chuyện với ta? Nghe thế, sắc mặt Trần Tiêu trở nên khó coi. Chưa kể. Nếu xét về địa vị thì gia chủ thế gia như họ thực sự không cao bằng một viện chủ, phải biết một viện chủ thì có cấp bậc đỉnh cấp ở hệ ngân hà, còn gia chủ thế gia trừ khi là thế gia hàng đầu, nếu không cho dù thực lực có mạnh thế nào cũng không thể so với một viện chủ. Đây là sự cách biệt giữa trong và ngoài thể chế. Ồ! Chu Lăng ở một bên bỗng chế giễu, oai quá nhỉ! Tư Mã viện chủ, không biết ta có tư cách nói chuyện với ngươi không? Tư Mã Phong tức giận chỉ vào Chu Lăng, đồ ngốc, ngu ngốc, nữ hoàng bệ hạ Đại Chu thông minh và anh dũng như thế, mà cái đầu ngu ngốc như ngươi lại lợi dụng quyền lực của mình để trục lợi, muốn làm gì thì làm, hủy hoại thanh danh của Đại Chu, về công thì làm tổn hại đến mối quan hệ giữa thư viện và Đại Chu, về thư thì các ngươi có từng nghĩ hành vi tàn ác hôm nay của các ngươi, rồi sau này nữ hoàng bệ hạ sẽ đối mặt với viện trưởng như thế nào không? Chu Lăng bị ông ta mắng cho một trận. Tức đến mức sắc mặt tái mét, Tư Mã Phong, người muốn chết phải không? Ngu ngốc! Tư Mã Phong tức giận nhìn ông ta, bọn ta tiến lui không sợ, sống chết do duyên phận, sao phải sợ chết? Trần Tiêu nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, ánh mắt hiện lên sát khí, Tư Mã viện chủ, người yên tâm, các người chết rồi thì không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Con chó ngu ngốc, Tư Mã Phong bỗng tức giận chỉ vào Trần Tiêu, gọi ngươi là chó cũng xúc phạm chó quá. Sắc mặt Trần Tiêu lập tức tái mét, ông ta đang định nói thì Tư Mã Phong lại nói, đồ ngốc, ngươi cũng không nghĩ mà xem, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, hơn nữa viện trưởng thông minh như vậy,
các ngươi lại muốn giết người diệt khẩu, che giấu mọi chuyện, óc ngươi là óc chó à? Trần Tiêu nhìn Tư Mã Phong, Tư Mã viện chủ, thời đại này xem trọng thực lực chứ không lại miệng lưỡi sắc bén. Nói rồi thời không bên cạnh ông ta bỗng rung chuyển, sau đó mười mấy cường giả đỉnh cấp chậm rãi bước ra. Cường giả xuất sắc của nhà họ Trần đã đến. Trần Tiêu biết rất rõ hôm nay chắc chắn phải tiêu diệt đám người trước mặt này, nếu không nhà họ Trần xong đời. Lúc này chỉ có thể liều một phen. Trần Tiêu không nhiều lời nữa, ông ta đột nhiên lao tới đánh một quyền vào Tư Mã Phong cách đó không xa, cùng lúc đó các cường giả nhà họ Trần bên cạnh ông ta cũng lao về phía Tư Mã Phong. Thấy đám người Trần Tiêu ra tay, ánh mắt Tư Mã Phong lóe lên tia giận dữ, ông ta tiến đến trước một bước, hỗn láo. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí bỗng trào ra từ trong người ông ta, thoáng chốc từng luồng uy lực đáng sợ ép đám người Trần Tiêu lùi lại. Sắc mặt Trần Tiêu trở nên khó coi, ông ta dậm mạnh chân phải xuống, sau đó cả người lao thẳng vào Tư Mã Phong như một viên đạn đại bác. Tư Mã Phong ở phía xa giơ tay lên tung ra một quyền. Đòn tấn công này khiến Trần Tiêu bị đẩy lùi lại hàng trăm trượng, sau khi dừng lại, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ Tư Mã Phong lại lợi hại đến vậy. Tư Mã Phong tức giận nhìn đám người Trần Tiêu, một đám xấu xa. Đúng lúc này, Chu Lăng bỗng tiến lên một bước, xòe bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay ông ta, ngay sau đó ông ta vung tay áo lên, quyển trục biến thành một tấm màn ánh sáng bay ra, chỉ là thoáng chốc Tư Mã Phong cách đó không xa đã bị màn sáng bao phủ. Trong màn sáng, Tư Mã Phong đột nhiên gầm lên, hung bạo giơ tay lên, vô số khí tức đáng sợ trào ra như thủy triều, những khí tức đáng sợ đó điên cuồng tấn công màn sáng, dưới tác động của khí tức đáng sợ, màn sáng bắt đầu trở nên kiêng dè nhưng không bị phá vỡ. Thấy Tư Mã Phong bị nhốt bên trong, Chu Lăng nhìn Phương Ngự, Diệp Quân và Táng Cương, giải quyết chúng trước đã, ông ta vừa dứt lời, các cường giả Đại Chu bên cạnh ông ta đồng loạt xông đến. Trần Tiêu cũng lập tức dẫn cường giả nhà họ Trần lao đến. Thấy đám người Trần Tiêu lao về phía mình, Phương Ngự sầm mặt, những người này quyết tâm giết người diệt khẩu, đồng thời còn muốn che giấu sự thật. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên nổ tung từ màn sáng cách đó không xa, sau đó màn sáng vỡ nát, làn sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ lập tức đánh bật đám người Trần Tiêu và Chu Lăng. Tư Mã Phong đứng trước mặt Phương Ngự và Diệp Quân. Trầm giọng nói, Phương viện chủ, ta nhận được tin tức có rất nhiều cường giả đang chạy đến tinh vực, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, quay về vũ trụ quan huyên. Phương Ngự nhìn đám người Chu Lăng ở phía xa, sau đó nói, có thể rút lui không? Tư Mã Phong trầm giọng nói, ta cố gắng bảo vệ cho các ngươi đi. Nói rồi ông ta nói, người đâu? Thời không xung quanh bỗng nứt ra, mười mấy cường giả thư viện quan huyên chậm rãi bước ra. Ông ta không đến một mình, chẳng qua thực lực của ông ta khá mạnh nên chạy đến đây đầu tiên. Tư Mã Phong quay đầu lại nhìn ba người Phương Ngự, các ngươi đi trước đi. Đi hả, Chu Lăng cách đó không xa cười nhạo, đi được sao? Ông ta vừa dứt lời, tinh hà xung quanh bỗng sôi sục, sau đó từng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn lao đến. Cường giả Đại Chu mà ông ta gọi cũng đã đến. Cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt lìa. Ngay sau đó, 12 cường giả chậm rãi bước ra, 12 người đều mặc áo giáp đen, cầm trường thương, trên người tản ra khí tức chết chóc cực kỳ mạnh, nhìn là biết đều là cường giả từng trải qua hàng trăm trận chiến. Thấy cảnh này, sắc mặt Tư Mã Phong cách đó không xa nhất thời u ám. Ông ta không ngờ cường giả Đại Chu lại tới nhanh như vậy, hơn nữa còn mạnh như vậy, cường giả ở thư viện mà ông ta dẫn tới đều là tinh nhuệ. Nhưng so sánh với cường giả Đại Chu thì còn kém rất nhiều, dù sao Đại Chu cũng là nền văn minh vũ trụ cấp 5, mặc dù những cường giả trước mặt này không là gì ở Đại Chu, nhưng so với đám cường giả ở phân viện thì lại mạnh hơn rất nhiều. Phương Ngự đột nhiên nói, Phong viện chủ, chúng ta cần kéo dài một lát, những cường giả khác ở thư viện đang tới. Tư Mã Phong im lặng, Phương Ngự viện chủ, dù bọn họ tới, tình hình e rằng cũng không mấy lạc quan. Phương Ngự cau mày lại. Tư Mã Phong nhìn Phương Ngự, không nói gì, nhưng Phương Ngự hiểu ý ông ta. Những cường giả khác trong thư viện dù đến cũng không nhất định sẽ đứng về phía bọn họ, dù sao, đối diện là Đại Chu,
nếu là lúc trước còn tốt, nhưng bây giờ Tiên Bảo Các và Nội Các đều ở trong tay Chu Phạn, mà Chu Phạn lại là nữ hoàng Đại Chu. Dù Chu Phạn có công chính nghiêm minh, những người kia cũng chưa chắc đã dám ra tay với người Đại Chu. Tình thế không mấy lạc quan. Tư Mã Phong trầm giọng nói, phải trở về Tổng Viện, hoặc thông báo cho Tổng Viện tình hình ở đây. Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía Phương Ngự Viện Chủ, người có thể liên hệ với Viện Trưởng không? Phương Ngự lắc đầu, ta vừa thử, không có cách nào liên lạc được với Viên Trưởng. Thật ra gã có thể liên lạc với Diệp Quân, bởi vì ban đầu lúc Diệp Quân bảo gã đi điều tra chư thiên vạn giới, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn Diệp Quân đã cho gã truyền âm phù, gã có thể liên lạc bất cứ lúc nào, nhưng lúc nãy, gã kích hoạt truyền âm phù mà không có bất kỳ phản hồi nào cả. Nghe Phương Ngự nói vậy, sắc mặt Tư Mã Phong nhất thời u ám, vậy phải nghĩ biện pháp liên lạc với Tổng Viện. Đám người Phương Ngự im lặng. Phương Ngự căn bản không có cách nào liên lạc với Tổng Viện, bởi vì trừ Diệp Quân, gã không quen bất kỳ ai trong Tổng Viện, hơn nữa, ở ngay trước mặt những người này mà truyền âm cũng không thực tế lắm. Lúc này, Chu Lăng cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Phương Ngự và Tư Mã Phong, Tư Mã Phong, Phương Ngự, đừng trách Đại Chu ta đuổi cùng giết tận, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi đầu hàng đứng về phía Đại Chu ta, chuyện lúc trước, Đại Chu ta có thể bỏ qua. Tiêu diệt hai vị viện chủ, sẽ hơi lớn chuyện, vì vậy ông ta muốn thử, nếu như hai người này đồng ý đầu hàng, vậy thì quá tốt rồi. Nếu đối phương không muốn đầu hàng, vậy thì chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tư Mã Phong đột nhiên tức giận chỉ vào Chu Lăng, đồ ngu, ngươi còn dám tự xưng là đại diện Đại Chu, đúng là ngu ngốc, ngươi cũng không thèm nhìn lại bản thân mình xem, chỉ là một nhân vật tầm thường cũng dám đại diện cho Đại Chu sao, ông ta vừa nói vừa chỉ vào những cường giả Đại Chu kia, ông ta ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi cũng ngu ngốc theo ông ta sao? Chẳng lẽ không biết hành động của ông ta sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Đại Chu hả? Thậm chí bởi vì hành động ngu xuẩn của ông ta mà Đại Chu sẽ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó các ngươi đều sẽ là tội nhân của Đại Chu. Sắc mặt những cường giả Đại Chu kia đều hơi tối sầm lại. Lúc này, Chu Lăng đột nhiên tức giận chỉ vài Tư Mã Phong, giết tên khốn này trước. Ông ta đã tức muốn nổ phổi. Đám quan chức này cũng không phải thứ gì tốt lành. Nghe thấy lời của Chu Lăng, những cường giả Đại Chu hơi do dự, sau đó lập tức lao về phía Tư Mã Phong. Đối với bọn họ, đúng hay sai cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ đều là thuộc hạ của Chu Lăng, bọn họ hiểu rõ nếu không nghe lệnh, sau này Chu Lăng sẽ giết bọn họ. Hơn nữa, bọn họ và Chu Lăng đều là người của Đại Chu, người mình thì nên nhất trí đối ngoại. Đại Chu mặc dù đã hợp nhất với Thư viện Quan Huyên nhưng thật ra nhiều người ở Đại Chu không có thiện cảm với Thư viện Quan Huyên. Thấy những cường giả Đại Chu lao tới, trong mắt Tư Mã Phong lóe lên một tia hung dữ, ông ta đột nhiên mở bàn tay ra, trong tay xuất hiện một quyển sách cổ dày, ông ta cắn đứt ngón tay, sau đó chấm lên quyển sách cổ, lên. Bùm! Quyển sách cổ kia đột nhiên hóa thành một luồng khí nổ tung, mà ở trong màn ánh sáng đó, vô số chữ cổ nhỏ giống như đao đánh tới những cường giả Đại Chu kia. Trong phút chốc, những cường giả Đại Chu đó bị áp đảo bởi từng luồng khí kia, ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ vang lên không ngừng trong sân. Tư Mã Phong đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một con tàu mây đáp xuống trước mặt đám người Phương Ngự, ông ta nhìn Phương Ngự, dẫn bọn họ đi đến Tổng Viện, đừng nói nhiều, đi mau. Vừa nói, ông ta vừa xoay người, hóa thành một luồng sáng lao đi. Phương Ngự biết, bây giờ không phải lúc để nói nhiều, gã dẫn theo Diệp Quân và Táng Cương lên tàu mây, sau đó kích hoạt tàu mây biến thành cầu vòng bay lên trời. Cách đó không xa, Chu Lăng nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói, ngăn bọn họ lại. Nói xong, ông ta lập tức đuổi theo đám người Phương Ngự, mà lúc này, Tư Mã Phong đột nhiên xông tới trước mặt Chu Lăng. Tức giận nhìn ông ta, ngu xuẩn, mẹ ngươi, ta giết ngươi. Chu Lăng. Sau khi Tư Mã Phong mắng xong, cơ thể đột nhiên bốc cháy, ngay sau đó, ông ta hóa thành một quả cầu lửa, hung hăng lao thẳng về phía Chu Lăng. Bùm. Chu Lăng bị quả cầu lửa đụng phải, đánh lui ra xa mấy trăm trượng, sau khi ông ta dừng lại, thời không xung quanh ông ta lập tức vỡ ra. Chu Lăng nhìn về phía cơ thể bị thiêu đốt của Tư Mã Phong ở đằng xa. Vẻ mặt vô cùng khó coi, chết tiệt, người điên rồi sao?
một tháng ngươi được bao nhiêu bổng lộc mà lại liều mạng như vậy chứ? Tư Mã Phong nhìn chằm chằm Chu Lăng, râu tóc loạn xạ, bọn ta là người đọc sách, phải vì đất nước, chiến đấu vì bình dân thiên hạ. Tư Mã Phong lại hóa thành một quả cầu lửa lao về phía Chu Lăng, ông ta đã chọn cách tự thiêu đốt bản thân, vậy đã là bỏ mặc chuyện sống chết, bởi vậy, khi ông ta lao tới, khí thế vô cùng đáng sợ, khí tức mạnh mẽ như nước lũ ngập trời quét qua cánh đồng, đi tới đâu, không gian bắt đầu sục sôi tới đó. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Chu Lăng lập tức thay đổi, ông ta không dám khinh thường, đột nhiên giơ hai tay lên, thời không trước mặt ông ta bỗng biến thành một cơn lốc xoáy kỳ quái. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong cơn lốc tỏa xung quanh. Bùm! Sức mạnh của hai người vừa mới tiếp xúc, toàn bộ đất trời lập tức sôi trào. Ngay sau đó, những luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra khắp bốn phía, thời không đất trời xung quanh bắt đầu rạn nứt, vô cùng khủng bố. Chu Lăng cũng bị chấn động bởi luồng sức mạnh đáng sợ này, ông ta lui ra xa gần ngàn trượng. Chu Lăng kinh hãi. Nhưng ông ta còn chưa kịp thở thì Tư Mã Phong cách đó không xa lại lao về phía ông ta. Xung quanh cơ thể Tư Mã Phong tỏa ra luồng chính khí hạo nhiên cực kỳ đáng sợ, dưới sự ảnh hưởng của chính khí hạo nhiên, trong đất trời tươi sáng lại xuất hiện uy lực đại đạo. Thực lực của ông ta đang nhanh chóng tăng lên. Đặc biệt là chính khí hạo nhiên của hắn, so với trước đây đã mạnh hơn gấp mấy lần. Cường độ chính khí hạo nhiên của người đọc sách có liên quan tới lời nói, hành động và đạo đức của người đó. Lời nói không phải có lời nói thực tế mà còn cần có suy nghĩ và tư tưởng của bản thân, có quan niệm riêng, không nịnh nọt, không ép giả cầu toàn, có năng lực suy nghĩ độc lập của riêng mình, bởi vậy, lời nói là một quá trình để hoàn thiện bản thân. Còn hành động thì lại khác, hành động là kết quả tất yếu của lời nói, nếu chỉ diễn đạt quan niệm và tư tưởng của mình bằng lời, nhưng không bao giờ đưa vào thực tiễn thì ý nghĩa của lời nói sẽ suy giảm cực mạnh. Thậm chí là không có bất kỳ ý nghĩa nào, nói điều gì đó mình sẽ làm và dám làm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mà giờ phút này, Tư Mã Phong đã nắm vững sự tín nhiệm của một người đọc sách, dám nói dám làm, tuân theo bản tâm của mình, bởi vậy, lời nói và hành động của ông ta đã được kiểm chứng, chính khí hạo nhiên mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Khi Chu Lăng cảm nhận được chính khí hạo nhiên của Tư Mã Phong ngày càng tăng lên, vẻ mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ rằng mình sẽ gặp được một tên cứng đầu như vậy. Chu Lăng không có thời gian nghĩ nhiều, Tư Mã Phong đã lao tới trước mặt ông ta, luồng chính khí hạo nhiên này lại càng mạnh hơn trước, chỉ riêng khí tức thôi cũng đã chèn ép ông ta tới mức nghẹt thở. Trong mắt Chu Lăng xuất hiện một tia hung ác, ông ta xòe lòng bàn tay ra, trong tay xuất hiện một hắc ấn, đây là tiết độ sứ ấn, cũng là quan ấn của ông ta. Mà chức vụ do Đại Chu đích thân sắc phong không chỉ một chức quan mà trong quan ấn này còn có quyền lợi và sức mạnh thực sự Đại Chu giao cho. Một khi kích hoạt, nó không chỉ có thể tăng cường thực lực của bản thân mà còn có thể trấn áp cảnh giới của đối thủ. Đương nhiên, những người có được nó, nếu là ở Đại Chu, cấp trên trấn áp cấp dưới là một điều vô cùng kinh khủng, cũng chính là cái gọi là cấp bậc đè chết người. Nhưng quan ấn này có một nhược điểm, một khi kích hoạt, ngày hôm sau nhất định phải thông báo với Đại Chu. Bởi vì Đại Chu sợ người dưới lạm dụng chức quyền, bởi vậy, mới có hạn chế này. Nhưng giờ phút này, đối mặt với thực lực ngày càng điên cuồng tăng lên của Tư Mã Phong, ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng con át chủ bài này. Khi quan ấn của ông ta được kích hoạt, khí tức của ông ta cũng điên cuồng tăng lên trong nháy mắt, nhưng vẫn không thể áp chế Tư Mã Phong. Ông ta là quan của Đại Chu, nhưng cũng không phải là quan của Thư viện Quan Huyên, bởi vậy, không có cách nào áp chế cảnh giới của Tư Mã Phong. Bùm! Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thời không trong phạm vi gần 10.000 trượng nứt ra. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ lan ra bốn phía như thủy triều dâng lên, nó đánh vào hai người bọn họ khiến họ lùi ra sau. Sau khi Tư Mã Phong dừng lại, ông ta định tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, dường như cảm nhận được điều gì đó, ông ta quay đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao xa xôi. Trong bầu trời đầy sao đó, một luồng sức mạnh hướng về con tàu mây với tốc độ cực nhanh, con tàu mây đó bị đánh trúng và lập tức nổ tung, ngay lúc đó, trên bầu trời sao đột nhiên xuất hiện rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Còn có cả cường giả Đại Chu. Ngay khi tàu mây bị vỡ vụn, Tư Mã Phong biến sắc. Nhưng lúc này, một tia sáng bỗng từ trên trời rơi xuống, trong luồng sáng chính là ba người Diệp Quân, tay phải Phương Ngự giơ lên cao.
trong lòng bàn tay gã là một con dấu hình vuông, trong con dấu đó tỏa ra những luồng sáng này biến thành màn sáng bảo vệ họ. Viện chủ ấn. Đây là viện chủ ấn do thư viện Quan Huyên chế tạo cho gã, bên trong chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh, nhưng thực lực của Phương Ngự vẫn còn yếu nên gã không thể phát huy hết sức mạnh của viện chủ ấn này. Sau khi đáp xuống, sắc mặt Phương Ngự trở nên trắng bệch, vô cùng yếu ớt. Vừa rồi sử dụng viện chủ ấn, gã đã tiêu hao quá nhiều sức. Phương Ngự mặc kệ cơ thể yếu ớt, gã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Có 6 người đang đứng trên bầu trời, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu đen sạch sẽ, khí chất tao nhã, ánh mắt hơi thâm trầm. Nhìn thấy người đến, Chu Lăng cách đó không xa thở phào, người đến chính là Chu Ngôn gia chủ của ông ta. Mặc dù ông ta họ Chu, nhưng thật ra ông ta đã không có dòng máu hoàng tộc, tất nhiên mấy chục thế hệ trước thì vẫn có quan hệ huyết thống với hoàng tộc Đại Chu, nhưng bây giờ huyết thống hoàng tộc Đại Chu của họ rất ít. Nhưng họ vẫn nói với bên ngoài mình là hoàng tộc Đại Chu. Sau khi xuất hiện, Chu Ngôn lập tức nhìn Phương Ngự bên dưới, khi nhìn thấy Phương Ngự, sắc mặt ông ta tối sầm, tất nhiên ông ta có biết đến Phương Ngự, chuyện giữa Phương Ngự và Diệp Quân đã bị đồn đại khắp nơi. Chu Ngôn nhìn Phương Ngự, Phương viện chủ, Đại Chu ta không có hận thù với ngươi, tại sao ngươi cứ nhất định phải khiến cho sự việc phát triển đến mức này? Phương Ngự nhìn thẳng vào Chu Ngôn, là ta làm tuyệt tình hay là các ngươi muốn làm tuyệt tình? Chu Ngôn nhìn chằm chằm vào Phương Ngự, Phương viện chủ, xem ra chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình được. Nói rồi hai cường giả phía sau ông ta lao đến chỗ Phương Ngự. Ông ta biết rõ rủi ro của việc giết một viện chủ lớn đến mức nào, nhưng đã đến lúc này rồi, ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nơi này rất xa Tổng viện Vũ trụ Quan Huyên, chỉ cần người chết rồi, đến lúc đó nói lệch đi một chút, chuyện này cũng kết thúc. Dù sao theo ông ta được biết, Phương Ngự cũng vừa vực dậy, hoàn toàn không có căn cơ gì ở Tổng viện Thư viện Quan Huyện. Ông ta không nghĩ viện trưởng đó sẽ xem thiếu niên trước mặt này là huynh đệ thật, ông ta nghĩ viện trưởng chẳng qua chỉ là phấn khích nhất thời thôi. Thấy mấy người đó lao đến, Phương Ngự sầm mặt. Phải nói là hôm nay gã được mở mang tầm mắt. Gã vốn cho rằng mấy việc như gian lận trong thi cử gì đó đã đủ đen tối rồi. Nhưng lúc này gã mới nhận ra so với những gì mà đám người này đang làm thì mấy việc kia chẳng là gì cả. Lợi ích. Khi lợi ích đủ lớn, rất nhiều người và nhiều thế lực thật sự có thể phát điên. Ngay lúc này, một luồng khí tức bỗng ập đến, uy lực mạnh mẽ đã đẩy lùi các cường giả Đại Chu đang lao về phía Phương Ngự đó. Tư Mã Phong xuất hiện trước mặt mấy người Phương Ngự, ông ta toát ra khí tức ngút trời, so với trước đó, khí tức trên người ông ta đã mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy khí tức cực mạnh toát ra từ trên người Tư Mã Phong, Chu Ngôn híp mắt lại. Lúc này Chu Lăng xuất hiện bên cạnh Chu Ngôn, ông ta nhìn Tư Mã Phong, sắc mặt vô cùng khó coi. Tư Mã Phong nhìn chằm chằm Chu Ngôn, không nói gì, ông ta xòe lòng bàn tay ra, từng luồng khí tức đáng sợ lao ra như thủy triều. Đến lúc này rồi, ông ta đã biết rõ nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Vì hai bên đã trở mặt nhau hoàn toàn. Lúc này chỉ có ngươi chết ta sống. Chu Ngôn bỗng tiến lên một bước, trong cơ thể ông ta đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, thoáng chốc khí tức đáng sợ này đã áp chế khí tức của Tư Mã Phong. Đế cảnh, hơn nữa còn là một tuế nguyệt đại đế. Cả hai cảnh giới, nhìn thấy khí tức của Chu Ngôn, sắc mặt Tư Mã Phong bỗng xa sầm, Chu Ngôn này có cấp bậc cao hơn ông ta, bây giờ ông ta chỉ là một tuế nguyệt tiên, vẫn chưa bước vào đế cảnh. Ở một bên khác, gia chủ nhà họ Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã phát triển đến mức như hiện tại, ông ta rất muốn giết những người trước mặt này hơn bất kỳ ai khác, vì ông ta biết rất rõ nếu mấy người Phương Ngự sống sót trở về Vũ trụ Quan Huyên, thì nhà họ Trần của ông ta chắc chắn sẽ chết. Bây giờ nội các đang thống trị Thư viện Quan Huyên, nếu mọi hành vi của nhà họ Trần bị lộ ngay lúc này, không ai có thể cứu được họ. Phải biết lúc đầu cho dù là hoàng thân quốc thích như tộc Thiên Long cũng bị trừng phạt, nhưng chỉ cần không bị vạch trần thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Chu Ngôn định ra tay thì đột nhiên có mười mấy khí tức cực mạnh xuất hiện ở phía xa, mười mấy cường giả đó nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy người đến, Tư Mã Phong vui mừng khôn xiết,
những người này đến từ thư viện Quan Huyên ở Đại Lục Thương Vân, người đứng đầu là Lý Quân viện chủ thư viện Quan Huyên ở Đại Lục Thương Vân hiện nay. Cách đó không xa, Chu Ngôn cũng nhíu mày. Sau khi xuất hiện, Lý Quân cau mày, lão ta nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lúc này Trần Tiêu bỗng mỉm cười nói, Lý viện chủ, đã lâu không gặp. Lý Quân nhìn Trần Tiêu, hóa ra là Trần viện chủ, sao ngươi cũng ở đây thế? Trần Tiêu khẽ gật đầu, sau đó giới thiệu, hai vị bên cạnh này là gia chủ Chu Ngôn và Chu Lăng đại nhân ở Đại Chu. Đại Chu. Nghe Trần Tiêu nói thế, Lý Quân sửng sốt, sau đó nhìn Chu Ngôn, Đại Chu. Chu Ngôn khẽ gật đầu, Lý viện chủ, nghe danh đã lâu. Tư Mã Phong cách đó không xa bỗng nói, Lý Quân, còn không chào Phương viện chủ đi. Phương viện chủ. Lý Quân nhìn Phương Ngự bên cạnh Tư Mã Phong, khi nhìn thấy viện chủ ấn trong tay Phương Ngự, lão ta giật mình, sau đó vội cung kính chào, chào Phương viện chủ. Phương Ngự gật đầu, Lý viện chủ, hôm nay e là phải làm phiền ông rồi. Lý Quân nhìn xung quanh, lúc này dĩ nhiên lão ta đã hiểu được chuyện gì, trong nội bộ thư viện Quan Huyên lại không yên ổn rồi. Mặc dù Phương Ngự là viện chủ, nhưng người bên cạnh lại là Đại Chu, bây giờ Đại Chu đã đạt đến đỉnh cao. Sức mạnh tổng thể mạnh hơn chân vũ trụ, hơn nữa nữ hoàng của Đại Chu Chu Phạn vừa nắm quyền tiên bảo các và nội các, trở thành nữ chủ nhân thật sự về ý nghĩa của vũ trụ Quan Huyên, ai dám đắc tội với Đại Chu. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Quân, Tư Mã Phong lập tức hiểu ý của lão ta, sắc mặt tối sầm, Lý Quân, chuyện này phải trái rõ ràng, người đừng lựa chọn sai lầm. Ông ta kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe Tư Mã Phong nói xong, Lý Quân im lặng một hồi. Sau đó lão ta nhìn hai bên, mỉm cười nói, có phải chuyện này có gì nhầm lẫn không? Nghe thế, sắc mặt Phương Ngự xa sầm. Tư Mã Phong nhìn chằm chằm Lý Quân, ông ta không tức giận mà chỉ thất vọng. Lý Quân và ông ta từng là đồng môn, cả hai đều học tại Tổng viện Thư viện Quan Huyên, sau đó họ được bổ nhiệm làm viện chủ, đều muốn tạo phúc một phương, thực hiện tham vọng cao cả của mình. Lúc này ông ta rất thất vọng. Ông ta biết Lý Quân không muốn đắc tội Đại Chu, sợ ảnh hưởng đến tương lai của mình, nhưng đúng là đúng, sai là sai. Nếu ai cũng thuận lợi suôn sẻ, không có nguyên tắc, thì thế giới này sẽ trở thành thế nào? Lý Quân cũng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tư Mã Phong, nhưng lão ta không đáp lời. Lão ta nghĩ nhiều hơn một chút. Chuyện này đúng là lỗi của nhà họ Chu, nhưng lão ta biết rất rõ. Chỉ dựa vào Tư Mã Phong và Phương Ngự chưa chắc có thể đánh hạ được nhà Chu, họ có thể sống qua hôm nay hay không đều là một vấn đề, chứ đừng nói là lật đổ. Đúng. Sai. Làm việc ở Thư viện Quan Huyên nhiều năm như vậy, lão ta hiểu rõ đạo lý là nhiều lúc chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, lai lịch đủ lớn, dù có sai, ngươi cũng có thể trở thành đúng. Lão ta đã có thể tưởng tượng được. Nếu hôm nay Phương Ngự và Tư Mã Phong không thể sống sót trở về Thư viện Quan Huyên thì nhà họ Chu sẽ là người quyết định đúng sai ở đây. Lúc đó nhà họ Chu sẽ nói mọi việc ở đây đều là do Phương Ngự và Tư Mã Phong làm. Nói một cách đơn giản, chỉ cần ngươi đủ thực lực, có lai lịch đủ lớn thì có thể đảo ngược trắng đen. Lúc này lão ta cảm thấy hơi hối hận vì đã đến đây và bị cuốn vào vòng xoáy này. Nhìn thấy thái độ của Lý Quân. Chu Ngôn cách đó không xa bật cười nói, Lý viện chủ, chuyện xảy ra ngày hôm nay là chuyện riêng của nhà họ Chu ta và Phương Ngự viện chủ, Tư Mã Phong viện chủ, chỉ cần Lý viện chủ không can thiệp vào thì sau này nhà họ Chu sẽ báo đáp hậu hĩnh. Trần Tiêu cách đó không xa cũng cười nói, nhà họ Trần ta cũng thế, sau này Lý viện chủ có cần nhà họ Trần ta giúp thì cứ nói. Lý Quân nhìn hai người, im lặng không nói. Ân tình của nhà họ Trần và nhà họ Chu. Đương nhiên lão ta điều này có nghĩa là gì, tức là sau này tài nguyên chính trị và các mối quan hệ của lão ta sẽ rộng hơn, nhất là nhà họ Chu, có thể đem lại tài nguyên quan hệ cực lớn cho lão ta. Nhìn thấy vẻ mặt cùng thái độ của Lý Quân, ánh mắt Tư Mã Phong cách đó không xa dần trở nên lạnh lùng, ông ta khẽ lắc đầu, tâm trạng phức tạp. Lúc này Chu Ngôn bỗng nói, ra tay đi. Vừa dứt lời, ông ta bỗng tiến lên một bước. Một luồng sức mạnh đáng sợ như nước lũ quét qua, đánh thẳng về phía Tư Mã Phong. Trong mắt Tư Mã Phong hiện lên tia lửa giận, ông ta tiến lên một bước giơ hai tay lên, từng luồng khí tức đáng sợ lập tức tràn ra khỏi cơ thể, nhưng khí tức đáng sợ của ông ta không thể đấu lại khí thế của Chu Ngôn, Tư
Tư Mã Phong bị áp chế liên tục lùi về sau. Chu Ngôn bỗng biến mất khỏi đó. Tư Mã Phong biến sắc, ông ta siết chặt tay phải lại, tung ra một quyền. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, vô số khí tức đáng sợ tản ra xung quanh, Tư Mã Phong bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng, vừa dừng lại, một vệt máu chảy ra từ miệng ông ta. Thấy Tư Mã Phong gặp bất lợi, Phương Ngữ bỗng nhìn Lý Quân, gã lấy ra quan huyên lệnh mà Diệp Quân đưa cho gã, nói, Lý Quân, đây là quan huyên lệnh, nhìn thấy lệnh này như nhìn thấy viện trưởng, ông dám không nghe lệnh, sắc mặt Lý Quân hơi khó coi. Lúc này, Chu Ngôn cách đó không xa bỗng cười gằn, viện trưởng là cái thá gì? Dứt lời, Phương Ngữ ngơ ngác. Không chỉ Phương Ngữ, hai cường giả Đại Chu kia và Trần Tiêu cũng sững sờ. Sắc mặt Trần Tiêu tối sầm lại. Viện trưởng. Chưa kể, vị viện trưởng này thực sự cách bọn họ rất xa, đặc biệt là vị Diệp Quân viện trưởng này đã lâu không ở thư viện quan huyên, mọi chuyện trong thư viện quan huyên đều do nội các xử lý, vì vậy, so với Diệp Quân, bọn họ càng kiêng kỵ nội các. Đương nhiên, lời nói của Chu Ngôn hơi đại nghịch bất đạo, lời này nếu truyền ra ngoài sẽ là vấn đề lớn. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng nữa. Lúc này, dù như thế nhà họ Chu cũng sẽ không để cho đám người Phương Ngữ sống sót trở về. Cách đó không xa, Diệp Quân dẫn theo Táng Cương, hắn lặng lẽ nhìn Chu Ngôn trước mặt, ánh mắt bình tĩnh. Táng Cương ở bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn đỏ ngầu như cũ, khí tức trên người cũng rất không ổn định. Huyết mạch phong ma. Lúc này, huyết mạch phong ma trong cơ thể cô bé vẫn đang dâng trào, ý muốn giết người của cô bé cực lớn. Tuy nhiên, Diệp Quân không cho cô bé ra tay, những kẻ thù trước mặt này không phải người mà cô bé có thể đối phó. Sau khi Chu Ngôn nói xong, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Đối với ông ta, viện trưởng không có bất kỳ quan hệ nào với ông ta. Tục ngữ có câu, binh không biết vương, vương không biết binh, đối với ông ta, viện trưởng chẳng là gì cả. Chu Ngôn không nói nhảm nữa, ông ta đột nhiên xông tới. Đánh một quyền về phía Tư Mã Phong cách đó không xa. Uy lực của cú đấm này vô cùng mạnh mẽ, ngay khi tung quyền ra, mọi người trên sân đều cảm thấy hít thở không thông. Ở phía xa, Tư Mã Phong không còn đường lui, ông ta tiến lên một bước, cũng đánh ra một quyền. Ầm. Theo tiếng nổ vang lên, Tư Mã Phong bị đánh bay ra ngoài. Vừa dừng lại, ông ta bị thiêu đốt linh hồn. Cơ thể và linh hồn cùng bị đốt cháy. Khi linh hồn bị cháy, khí tức của Tư Mã Phong đột nhiên điên cuồng tăng lên. Chu Ngôn cau mày lại. Lúc này, Lý Quân cách đó không xa thấy cảnh này, đột nhiên thở dài, Tư Mã huynh, sao huynh phải làm vậy? Câm miệng. Tư Mã Phong tức giận chỉ vào Lý Quân, Lý Quân, uổng công ta từng coi ngươi là huynh đệ, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy, ngươi không thấy phụ sự kỳ vọng của sư phụ với ngươi sao? Sư phụ. Sắc mặt Lý Quân hơi khó coi. Lão ta và Tư Mã Phong đều là học sinh của đại nho Lý Thanh Nho. Lý Thanh Nho là nhân vật như nào? Đó chính là đại nho siêu cấp của Thư viện Quan Huyên, sư phụ của lão ta là nguyên lão cấp cao của Thư viện Quan Huyên. Sắc mặt Lý Quân đột nhiên trở nên u ám, nếu sư phụ thật sự coi trọng chúng ta, tại sao lại phái chúng ta tới nơi xa xôi như vậy chứ? Không phải bởi vì huynh và ta chỉ là học viên thông thường không có bất kỳ thân phận bối cảnh. Câm miệng. Tư Mã Phong tức giận nói, Lý Quân, lúc đầu ngươi và ta đều là những đứa trẻ nhà nghèo, nếu không phải sư phụ thu nhận chúng ta, ngươi và ta sao có thể có ngày hôm nay, ơn thu nhận cao hơn trời, ngươi lại nói ra những lời lòng lang dạ sói như vậy. Vừa nói, ông ta vừa tức giận chỉ vào đám người Chu Lăng, ngươi và bọn họ đều là một đám ngu, ngu hết thuốc chữa. Sắc mặt Chu Lăng và Lý Quân vô cùng khó coi, Tư Mã Phong, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta có lựa chọn của ta, ngươi không có quyền chỉ trích sự lựa chọn của ta. Đồ ngu! Tư Mã Phong tức giận chỉ vào Lý Quân, sao ngươi lại ngu như vậy, mặc dù viện trưởng còn trẻ, nhưng trọng tình trọng nghĩa, nếu hôm nay Phương Ngữ viện chủ chết ở đây, sao viện chủ có thể ngồi yên, chưa kể viện trưởng, trong nội các, Lý viện phó đều không phải người bình thường. Nếu hôm nay Phương Ngữ viện chủ chết ở đây, với sự thông minh của bọn họ, sao có thể không điều tra, ngươi cho rằng chỉ với mấy tên ngu này có thể lừa gạt đám người Lý viện phó sao? Sắc mặt Lý Quân u ám đáng sợ, tất nhiên,
lúc đầu lão ta cũng hơi sợ, bởi vì sâu trong lòng lão ta biết Tư Mã Phong nói có lý. Lúc này, Chu Môn cách đó không xa đột nhiên nói, Tư Mã Phong viện chủ, đây không phải việc ngươi nên quan tâm. Sau khi ngươi chết, đại chu ta sẽ xử lý. Đồ ngu! Tư Mã Phong tức giận chỉ vào Chu Môn nói, đại chu, ngươi chỉ là một gia tộc nho nhỏ của đại chu, lại dám xưng đại diện cho đại chu, nhà họ Chu ngươi có phân lượng như thế nào, ngươi không biết sao? Chu Môn bị ông ta nói đến sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ông ta còn muốn nói gì đó, Chu Lăng ở bên cạnh vội nói, tộc trưởng, đừng nói nhiều với ông ta. Ông ta phát hiện, Tư Mã Phong này rất biết mắng chửi người, không nói nhiều là tốt nhất. Chu Môn đang muốn mở miệng, lại thấy Tư Mã Phong cách đó không xa nói, Chu Môn, người có biết giết một vị viện chủ có ý nghĩa gì không? Không đúng. Lúc này, Trần Tiêu đột nhiên nói, ông ta đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Vừa nói xong, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Tư Mã Phong nhìn Trần Tiêu một cái, không nói gì. Trần Tiêu nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, ông ta chắc chắn đang kéo dài thời gian, cho dù ông ta muốn giết Chu Môn cũng có gì đó không đúng lắm, ông ta không phải đang kéo dài thời gian thì sẽ lập tức ra tay. Lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên rung lắc dữ dội, một khắc sau, một lão giả mang theo hơn 30 cường giả lao tới. Thấy đám người này, Tư Mã Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão giả tới chính là chủ quản tinh vực An Vân của Tiên Bảo Các Khuất Thần. Lúc trước ông ta cảm thấy không đúng nên lúc giao đấu với Chu Lăng đã âm thầm thông báo cho Khuất Thần, để ông ta tới. Thật ra, trong lòng ông ta cũng không nắm chắc, bởi vì ông ta và Khuất Thần cũng không thân quen lắm, ông ta chỉ có thể liên lạc với Khuất Thần. Ông ta cũng muốn liên lạc với Tổng Viện, nhưng chỗ này cách Tổng Viện quá xa, dù dùng trận pháp dịch chuyển, cũng phải mất nửa năm mới đến được Tổng Viện. Với thực lực của ông ta, không có cách nào truyền âm xa như vậy. Sau khi đám người Khuất Thần chạy tới, thấy thế cục trong sân, cũng sửng sốt. Người mình đánh người mình à? Trần Tiêu thấy Khuất Thần, lại lôi kéo các hạ là. Khuất Thần nhìn Trần Tiêu, tại hạ là quản sự tinh vực An Vân của Tiên Bảo Các Khuất Thần. Quản sự Tiên Bảo Các. Trần Tiêu khẽ mỉm cười, tại hạ là nhà họ Trần ở Tổng Viện Vũ Trụ Quan Huyên, hai vị bên cạnh chính là người của Hoàng tộc Đại Chu. Chu Môn gia chủ và đám người Chu Lăng. Đại Chu. Nghe vậy, Khuất Thần hơi giật mình, ông ta nhìn về phía Chu Môn, đang định mở miệng, lúc này, Tư Mã Phong cách đó không xa đột nhiên nói, Khuất Thần. Vừa nói, ông ta kể hết sự tình cho ông ta. Sau khi nghe Tư Mã Phong kể xong, sắc mặt Khuất Thần bỗng u ám. Chết tiệt. Bị cho vào chồng rồi. Ông ta bị cuốn vào một vòng xoáy đáng sợ rồi. Ông ta đương nhiên biết Phương Ngự, đây chính là người trẻ tuổi viện trưởng xem trọng. Ông ta không ngờ, nhà họ Chu và nhà họ Trần này lại to gan như vậy, ngay cả Phương Ngự cũng dám giết. Mẹ kiếp, muốn tạo phản sao? Khuất Thần nhìn Chu Môn, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu là nội đấu bình thường, ông ta sẽ không quản, dù sao thì đây là vấn đề nội bộ của Thư viện Quan Huyên, không liên quan gì tới Tiên Bảo Các, nhưng bây giờ không còn là nội đấu. Đây có khác gì tạo phản đâu. Nếu bây giờ ông ta không quản, sau này tuyệt đối không có quả ngon ăn. Loại chuyện này, ông ta không thể trung lập. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã đưa ra quyết định. Phương Ngự đại diện cho Diệp Quân, mà Diệp Quân là ai? Là trời của Vũ Trụ Quan Huyên. Nếu phải chọn đứng về phía nào, nhất định phải đứng về phía trời. Thấy sắc mặt của Khuất Thần. Chu Môn híp mắt lại, Khuất quản sự, đây là ân oán cá nhân giữa Đại Chu ta với Phương Ngự, mong ông đừng nhúng tay, nếu ông không nhúng tay vào, sau này Đại Chu ta nhất định sẽ hậu tạ. Khuất Thần hơi suy nghĩ, sau đó nói, Chu Môn gia chủ, ta là người làm ăn, theo lý mà nói, lợi ích đặt lên hàng đầu, tất nhiên, ta từ trước tới nay cũng luôn như vậy, nhưng lợi ích hôm nay ta lại không muốn. Chu Môn nhìn chằm chằm Khuất Thần, Khuất quản sự, người phải suy nghĩ kỹ. Khuất Thần cười nói, Chu Môn gia chủ, Đại Chu là nền văn minh vũ trụ cấp 5, ngươi phải hiểu một điều, đó là Đại Chu cũng đến từ Thư viện Quan Huyên, dựa theo cấp bậc, Phương Ngự thân là viện chủ, cấp bậc của gã hơn ngươi, hơn nữa, trong tay gã cầm Quan Huyên lệnh của viện trưởng, cầm lệnh bài này như thấy viện trưởng,
Chu Ngôn gia chủ, thứ cho ta nói thẳng, đừng nói là ngươi, dựa theo quy tắc, trong tay gã cầm lệnh bài này, dù là nữ hoàng đại chu cũng phải nể mặt gã bảy phần, phải dùng lễ nghi đối đãi. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Khuất Thần, cho nên, Khuất quản sự quyết định muốn trở thành kẻ địch với bọn ta. Khuất Thần mỉm cười nói, Chu Ngôn gia chủ, không phải ta muốn trở thành địch với ngươi, mà là các ngươi muốn trở thành địch của Thư viện Quan Huyên, ai là kẻ địch của Thư viện Quan Huyên thì cũng là kẻ địch của ta. Hay lắm! Tư Mã Phong cách đó không xa đột nhiên giơ ngón tay cái về phía Khuất Thần, lão thần, trước kia ta nghĩ ông hám tài, xem ra là ta nhìn nhầm rồi, ta xin lỗi ông. Khuất Thần lắc đầu cười, thật ra ông ta cũng không thích Tư Mã Phong lắm, bởi vì Tư Mã Phong chỉ là một học giả thuần túy, đầu óc đơn giản, không thích thương trường dối trá, nhưng ông ta là quản sự Tiên Bảo Các, sao có thể không gian. Trên thương trường phải biết đối nhân xử thế. Nhưng lúc này, ông ta hiểu rõ những người trước mặt này không phải muốn bàn chuyện làm ăn mà là muốn tạo phản. Đây không phải vấn đề về lợi ích. Ở vũ trụ Quan Huyên, ông ta hiểu rõ. Chỉ có trung thành với nhà họ Dương mới có đường sống. Lúc này, Chu Ngôn đột nhiên cười to. Khuất Thần cau mày. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Khuất Thần, mỉm cười nói, thật ra cũng tốt, ta đã chuẩn bị xong. Sau đó ông ta phất tay. Đột nhiên, thời không cách đó không xa nứt ra, bốn cường giả mặc chiến giáp màu vàng chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy bốn cường giả mặc chiến giáp vàng chậm rãi đi ra, sắc mặt Tư Mã Phong cách đó không xa nhất thời thay đổi, sao có thể điều động được quân cận vệ Đại Chu? Quân cận vệ Đại Chu. Quân cận vệ Hoàng thất Đại Chu, chỉ có Hoàng tộc Đại Chu mới có thể điều động. Ở toàn bộ Đại Chu, thực lực đội quân này chỉ đứng sau quân thần sách trong truyền thuyết. Sắc mặt Tư Mã Phong đột nhiên trở nên kinh hãi, ông ta không ngờ Chu Ngôn trước mặt này lại có thể điều động quân cận vệ. Quân cận vệ Đại Chu. Khi nhìn thấy bốn tên cường giả này, lông mày Diệp Quân cũng bắt đầu cau lại. Lúc hắn còn ở Đại Chu đã từng nhìn thấy quân cận vệ. Quân cận vệ là đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Chu. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới một phần thần tính mới có thể vào được. Ở cả Đại Chu này, thực lực của quân cận vệ chỉ đứng sau quân thần sách trong truyền thuyết của Đại Chu. Hắn cũng không ngờ rằng Chu Ngôn trước mặt lại có thể điều động được quân cận vệ này. Hắn vốn dĩ còn cho rằng Chu Ngôn này chỉ là một gia chủ của một gia tộc nhỏ nào đó của Đại Chu, nhưng bây giờ xem ra, sự việc không hề đơn giản như vậy. Khi vừa nhìn thấy bốn tên quân cận vệ đó, sắc mặt của Tư Mã Phong và Khuất Thần lập tức trở lên vô cùng khó coi. Hiển nhiên là bọn họ cũng đã đánh giá quá thấp năng lực của Chu Ngôn rồi. Quân cận vệ Đại Chu. Mặc dù chỉ có bốn người. Nhưng chỉ xét về sức mạnh thì bốn tên này đã hoàn toàn áp đảo phe bọn họ rồi. Đúng vào lúc này, Khuất Thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay ông ta xuất hiện một quyển trục cổ, rồi dùng sức bóp nát nó. Một luồng ánh sáng xanh lập tức bao trùm lấy bọn họ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Hỗn xược! Chu Ngôn thấy vậy, vô cùng tức giận, chặn bọn chúng lại. Phía sau ông ta, bốn tên quân cận vệ của Hoàng tộc Đại Chu lập tức phá vỡ thời không, đuổi theo đám người Diệp Quân. Chu Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ Khuất Thần thế mà còn có chiêu này. Vừa nhìn cuốn sổ dịch chuyển đó là biết nó có cấp bậc cực cao. Bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, ông ta đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của đám người Phương Ngự nữa. Phải biết rằng, với sức mạnh hiện tại của ông ta, thần thức rất nhanh đã có thể bao phủ trong vòng 100 vạn dặm. Lúc này, Lý Quân ở bên cạnh đột nhiên thấp giọng, không được để cho bọn chúng sống sót rời khỏi đây. Nếu không, việc này nhất định sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn ở vũ trụ Quan Huyên, lúc này lão ta cũng đã hơi hoảng sợ. Lão ta biết rất rõ, nếu để cho đám người Phương Ngự quay trở về vũ trụ Quan Huyên, thì điều đó có nghĩa là gì? Là tất cả đều phải chết. Kết cục của tộc Thiên Long đã hiện rõ ở ngay trước mắt. Tất nhiên, lão ta càng cảm thấy tức giận hơn, lão ta không ngờ rằng Khuất Thần đó lại có sổ dịch chuyển ở cấp bậc đó. Cấp bậc của sổ dịch chuyển đó thấp nhất cũng phải là cấp đế, vô cùng quý báu. Vào lúc này, Chu Ngôn đứng đầu đột nhiên nói, đi. Dứt lời, ông ta nhanh chóng dẫn người và bốn tên quân cận vệ của Hoàng tộc Đại Chu đuổi theo. Ở bên khác,
đám người Diệp Quân xuất hiện ở một tinh không xa lạ. Tư Mã Phong hơi kinh ngạc nói, đây là tinh vực linh thiên đấy. Dứt lời, ông ta nhìn Khuất Thần bên cạnh, đó là sổ dịch chuyển cấp đế đúng không? Khuất Thần khẽ gật đầu. Tư Mã Phong hơi thắc mắc, sao ông lại có được thần vật như vậy? Khuất Thần cười gượng, không phải là của ta, cái này là của Tiên Bảo Các. Tự ý dùng đồ của Tiên Bảo Các sẽ bị coi là vi phạm luật lệ, nhưng đã không còn cách nào nữa rồi. Sắc mặt Tư Mã Phong hơi căng thẳng, ông ta biết Tiên Bảo Các có quy định nghiêm ngặt, không được tự ý dùng đồ, đặc biệt là thần vật quý giá. Người vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Khuất Thần đột nhiên nói, ta quen biết với chủ quản sự Lâm Việt của Tiên Bảo Các ở đây. Ông ấy và ta là bạn bè tốt nhiều năm, thực lực của ông ấy còn mạnh hơn cả ta, là cường giả cảnh giới một phần thần khí. Hơn nữa quy mô của Tiên Bảo Các ở đây còn lớn hơn nhiều. Vì Tiên Bảo Các ở đây là một trạm trung chuyển, dự trữ rất nhiều hàng hóa. Do đó, ở đây không chỉ có các cường giả hàng đầu trấn giữ mà còn có cả đại trận nữa. Tư Mã Phong bất ngờ lên tiếng, có đáng tin không? Khuất Thần lặng im. Ông ta cũng không biết liệu có đáng tin được hay không. Dù sao, bọn họ bây giờ đang là kẻ địch của cả Đại Chu. Nếu nói lúc trước Chu Ngôn không thể đại diện được cho Đại Chu, vậy thì từ lúc quân cận vệ Đại Chu xuất hiện đó, Chu Ngôn đã có thể đại diện được cho cả Đại Chu rồi. Đừng nói là mấy viện chủ nhỏ nhoi như bọn họ, e rằng nội các và ngoại các đều không dám làm gì Đại Chu nữa. Dù sao, nữ hoàng bệ hạ hiện tại của Đại Chu là Chu Phạt, là chủ nhân của nội các và Tiên Bảo Các, quyền thế cực lớn, vượt xa tộc Thiên Long trước đó. Khuất Thần bỗng nhiên xoay người về phía Phương Ngự ở bên cạnh, Phương viện chủ, người có thể liên lạc được với viện trưởng không? Phương Ngự lắc đầu, không liên lạc được. Sắc mặt Khuất Thần trầm xuống, ông ta do dự một chút rồi lại hỏi, viện trưởng không có cho ngươi cái gì khác để bảo toàn mạng sống sao? Phương Ngự vẫn lắc đầu. Khuất Thần hỏi tiếp, trong viện của ngươi còn có cường giả nào khác không? Phương Ngự vẫn tiếp tục lắc đầu, viện tuần tra của ta vừa mới thành lập, còn đang tuyển người, đều tại ta, không biết sự việc lại trở lên phức tạp như vậy. Sớm biết như này, ta đã đến nội các mượn mấy tên quan huyên vệ rồi. Thật ra, gã có quan huyên lệnh, hoàn toàn có thể mượn mấy tên quan huyên vệ để đi cùng. Nhưng gã thực sự không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Nhất là sau khi gã lấy quan huyên lệnh ra, mấy tên đó lại dám không nghe theo. Thật sự là quá vô lý. Gã biết, gã vẫn còn quá trẻ. Gã đã nghĩ thế giới này quá đơn giản. Nước của vũ trụ quan huyên thực sự quá sâu. Nghe thấy lời của Phương Ngự, Khuất Thần hơi đau đầu, Phương viện chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Sau này người ra ngoài nên dẫn theo vài người đi cùng đi. Phương Ngự gật đầu, chắc chắn rồi. Khuất Thần liếc nhìn bốn phía, nói thực lực của bốn tên quân cận vệ hoàng tộc Đại Chu không yếu, có lẽ chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp tới đây thôi. Đi, đi tìm Lâm Việt. Dứt lời, ông ta dẫn mọi người rời đi. Một khắc sau. Trong một gian đại điện, Lâm Việt nhìn đám người Phương Ngự ở trước mặt, im lặng không lên tiếng. Khuất Thần đã kể lại chi tiết toàn bộ sự việc cho ông ta nghe. Bây giờ tất cả đều đang chờ đợi quyết định của Lâm Việt. Sau khi Lâm Việt im lặng hồi lâu, ông ta bỗng nhiên nhìn Phương Ngự, Phương viện chủ, bọn chúng sẽ không để ngươi sống sót trở về thư viện quan huyên đâu. Phương Ngự gật đầu, ta biết. Lâm Việt lắc đầu, ngươi không biết. Phương Ngự khẽ cau mày. Lâm Việt nhìn Phương Ngự, việc này bề ngoài nhìn thì đơn giản nhưng nó không chỉ là việc liên quan đến một đại lục bị vứt bỏ mà còn liên quan đến cả vũ trụ quan huyên và Đại Chu. Có lẽ các ngươi không biết. Mặc dù Đại Chu đã gia nhập vào thư viện quan huyên, nhưng Đại Chu vẫn là nền văn minh vũ trụ cấp 5. Các thế gia và tông môn trong nước còn mạnh hơn nhiều so với thư viện quan huyên. Cũng chính vì vậy mà những năm gần đây, rất nhiều người trong nội bộ Đại Chu đều không phục vũ trụ quan huyên, nhưng vì có sự trấn áp của nữ hoàng điện hạ Đại Chu nên mới không xuất hiện tình trạng hỗn loạn nào. Khuất Thần bỗng nhiên nói. Vậy ý của ông là việc này có khả năng sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa thư viện quan huyên và Đại Chu sao? Lâm Việt khẽ gật đầu, tên Chu Ngôn đó có thể điều động được quân cận vệ Đại Chu, thì điều đó cũng có nghĩa là có người nắm quyền thế cao ở Đại Chu đang đứng đằng sau ông ta chống đỡ. Tư Mã Phong ở bên cạnh trầm giọng, vậy thì thế nào,
được kẻ nắm quyền thế chống lưng thì có thể coi trời bằng vung sao? Lâm Việt nhìn Tư Mã Phong một lượt rồi nói, Đại Chu chắc chắn không thể đối đầu lại với Nội Các. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, chúng ta dù có hợp sức lại cũng không chống lại được một đầu ngón tay của Đại Chu đâu. Giống như bây giờ đây, Đại Chu không muốn các ngươi sống sót trở về vũ trụ quan huyên thì liệu các ngươi còn có cách nào đối phó lại không? Vẻ mặt Tư Mã Phong u ám. Lâm Việt nói tiếp, Thư viện quan huyên phát triển cho đến nay đã thu phục được rất nhiều thế lực, đặc biệt là các thế lực mới gia nhập. Bọn họ còn cần một chút thời gian để thích ứng với Thư viện, đặc biệt là giữa Đại Chu với Thư viện. Mà lúc này nếu các ngươi quay lại, vạch trần những gì đã xảy ra ở đây thì rất có thể sẽ khiến Đại Chu và Thư viện quan huyên trở mặt đối đầu lẫn nhau. Nói đến đây, ông ta nhìn đám người Phương Ngự rồi tiếp tục nói, liệu có khả năng, không chỉ Đại Chu không hy vọng các ngươi quay về mà ngay cả những người bên trên cũng không muốn các ngươi quay về hay không? Dứt lời, mấy người ở đây đều cau mày lại. Lâm Việt lại nói, Phương viện chủ, việc này liên can quá lớn. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ gây ra hậu quả cực kỳ khôn lường. Chính vì vậy, ta đoán rằng, không chỉ lãnh đạo Đại Chu có người không muốn ngươi quay lại mà sợ là ngay cả thư viện cũng có người không hy vọng ngươi trở về. Nói đơn giản hơn là, kết cục cuối cùng có thể sẽ vì cái gọi là đại cục mà hy sinh các ngươi. Không thể nào. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân nhìn Lâm Việt, Phương Ngự là người của viện trưởng. Viện trưởng sẽ không làm hại huynh ấy. Tư Mã Phong cũng vội vàng gật đầu, đúng đúng, Phương viện chủ là người được viện trưởng đích thân phong chức, viện trưởng làm sao có thể bỏ mặc gã. Lâm Việt nhìn Diệp Quân, thứ cho ta nói thẳng, nếu như viện trưởng thực sự coi trọng Phương viện chủ thì không thể không cho gã quyền lực lớn hơn, để gã có đủ quyền điều động được cường giả chân chính trong thư viện quan huyên. Diệp Quân đáp, có thể chỉ là một sự sơ suất. Lâm Việt lại nói, cho dù là sơ suất, vậy ta hỏi ngươi, nếu việc này gây ra hiềm khích giữa Thư viện Quan Huyên và Đại Chu thì lúc đó, lẽ nào viện trưởng không thể vì đại cục mà hy sinh một đám người nhỏ nhoi sao? Diệp Quân còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Lâm Việt ngắt lời, còn nữa, xét theo tình hình hiện tại, chuyện này còn không tới được nội các, chứ đừng nói đến viện trưởng. Lúc này Khuất Thần đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Đến lúc này rồi. Sao ông ta lại không hiểu được ý của Lâm Việt chứ? Rõ ràng ông ta không muốn bị cuốn vào việc này. Nghe thấy lời của Khuất Thần, Lâm Việt im lặng. Nếu thực sự chỉ là một nhà họ Chu nhỏ nhoi thì ông ta có thể sẽ giúp đỡ chuyện này rồi. Dù sao, Phương Ngự cũng không đơn giản, gã là người thân tín của viện trưởng. Mặc dù bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng tiềm lực về sau nhất định sẽ vô cùng rộng lớn. Bây giờ qua lại tốt với gã thì sau này cũng có lợi rất nhiều với ông ta. Phải biết rằng, đối với những nhân vật như thế này, lúc gã còn trẻ không qua lại tốt, thì khi gã đã bắt đầu trưởng thành, cho dù người có tiếp cận như thế nào cũng rất khó khăn. Nhưng ông ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đại Chu. Quân cận vệ Đại Chu, điều này có nghĩa là có cả nhân vật cấp cao của Đại Chu đều tham gia vào chuyện này. Trước tiên không nói về việc Đại Chu không thể đối đầu được với nội các, dù sao thì nếu họ muốn bóp chết ông ta thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Phương Ngự còn không có cách nào liên lạc được với viện trưởng. Nếu Phương Ngự có thể liên lạc được với viện trưởng, nhận được sự giúp đỡ của viện trưởng, thì ông ta cũng sẽ dốc lòng giúp sức và bảo vệ cho đám người Phương Ngự rời đi. Nhưng đáng tiếc là, Phương Ngự lại hoàn toàn không liên lạc được với viện trưởng. Ông ta không muốn cược. Khuất Thần đột nhiên nói, đi. Dứt lời, mọi người đều đồng loạt xoay người rời đi. Lúc này, Lâm Việt bỗng nhiên lên tiếng, Khuất Thần. Khuất Thần xoay người nhìn Lâm Việt nhìn ông ta, việc này rõ ràng không liên quan gì tới ông, sao ông lại phải cuốn vào nó? Cho dù ông không suy nghĩ cho bản thân mình thì chẳng lẽ ông cũng không suy nghĩ gì cho con cái của mình sao? Khuất Thần tức giận đáp, Lâm Việt, vậy những việc mà đám người Chu Môn làm có khác gì tạo phản không? Điều khác biệt là, chúng ta là thương nhân coi trọng lợi ích, nhưng đại lục bị vứt bỏ đó có hàng triệu sinh linh, lương tâm của chúng ta sao có thể yên ổn? Dứt lời, ông ta hít một hơi thật sâu, Lâm Việt, ông không muốn bị cuốn vào việc này, ta có thể hiểu. Bây giờ ta chỉ nhờ ông một việc. Nể mặt bạn cũ bao nhiêu năm mà cho chúng ta một quyển sổ dịch chuyển cấp đế để chúng ta có thể rời khỏi nơi này,
tới nơi khác cầu viện. Lâm Việt im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, ta không muốn đắc tội với Đại Chu. Không muốn đắc tội Đại Chu. Nghe thấy lời nói của Lâm Việt, Khuất Thần không hề thất vọng, chỉ khẽ gật đầu, sau đó dẫn mọi người rời đi. Kết quả này, ông ta đã lường trước được. Nhưng lúc này, Phương Ngự lại đứng dậy, gã nhìn Lâm Việt, sau đó lấy ra quan huyên lệnh mà Diệp Quân cho gã, Lâm Việt chủ sự, thấy lệnh như thấy viện trưởng. Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự, không nói gì. Phương Ngự nhìn thẳng Lâm Việt, ánh mắt dần lạnh như băng, Lâm chủ sự, ông muốn kháng lệnh sao? Lâm Việt bình tĩnh nói, Phương viện chủ, ngươi làm vậy hơi vô nghĩa. Phương Ngự híp mắt lại, lửa giận trong mắt không hề che giấu, Lâm chủ sự, ông có ý gì? Lâm Việt nhẹ giọng đáp, Phương viện chủ, ta lớn tuổi hơn ngươi, cho ngươi một lời khuyên, ở bất kỳ đâu khi làm việc phải học cách quan sát sắc mặt và lời nói, cũng phải học cách giữ thể diện cho người khác, đừng xé rách mặt, như vậy thì đều không tốt cho tất cả mọi người. Phương Ngự tức giận nói, ông dừng giảng đạo lý với ta, bây giờ ta hỏi ông có tuân lệnh hay không? Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự, không? Nói xong, Phương Ngự càng thêm tức giận nói, sao ông dám? Lâm Việt bình tĩnh nói, Phương viện chủ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cầm quan huyên lệnh là có thể ra lệnh, thứ cho ta nói thẳng, viện trưởng mặc dù là viện trưởng vũ trụ quan huyên, nhưng hắn không phải là các chủ tiên bảo các, ta chỉ nghe lệnh các chủ tiên bảo các. Làm càn, Phương Ngự tức giận nói, chẳng lẽ ông không biết tiên bảo các chính là của viện trưởng sao? Lâm Việt cười nói, vậy thì sao? Dù sao thì hắn cũng không phải các chủ trên danh nghĩa của tiên bảo các. Ông! Phương Ngự tức giận chỉ vào Lâm Việt, tức muốn nổ phổi. Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự, ánh mắt dần lạnh như băng, Phương viện chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải chú ý lời nói của ngươi, tuy ngươi là viện chủ. Nhưng nơi này là tiên bảo các, đừng nói là ngươi, dù là viện trưởng, cũng không thể ra lệnh. Phương Ngự giận tím mặt. Tư Mã Phong cũng vô cùng tức giận, muốn nổi giận nhưng lúc này Khuất Thần đột nhiên nói, Phương viện chủ chúng ta đi thôi. Tư Mã Phong và Phương Ngự xoay người rời đi. Diệp Quân im lặng không nói, sau đó kéo Táng Cương xoay người rời đi. Nhìn đám người Khuất Thần rời đi, ánh mắt Lâm Việt dần trở nên u ám, những kẻ không biết sống chết. Lúc này một lão già quần áo đen xuất hiện bên cạnh ông ta. Ông lão quần áo đen trầm giọng nói, chủ sự, dù sao gã cũng là một vị viện chủ, hơn nữa, còn nắm giữ quan huyên lệnh, làm vậy. Lâm Việt lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một viện chủ dựa vào may mắn mới có được thôi, loại viện chủ này không có thực quyền thì có thể làm gì chứ? Viện chủ. Ở bên trong thư viện quan huyên, có khá nhiều viện chủ. Trước mắt có 13 viện chủ, thật ra cũng có khác biệt, hơn nữa khác biệt vô cùng lớn, ví dụ như văn viện viện chủ và vũ viện viện chủ, loại cấp bậc viện chủ này, bất kể là quyền lực hay quyền lợi, đều vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải một chủ sự tiên bảo các nho nhỏ như ông ta có thể trêu chọc. Nhưng cũng có một ít viện chủ, ông ta không cần để ý, giống như Phương Ngự, loại này thuộc về chức cao quyền thấp, nếu ngươi đắc tội gã, gã cũng không thể làm gì ngươi. Nhưng loại giống như vũ viện viện chủ và văn viện viện chủ, người đắc tội thì người ta sẽ chỉnh đốn chết ngươi luôn. Ông lão quần áo đen hơi do dự, sau đó nói, mặc dù gã quyền thấp, nhưng tay cầm quan huyên lệnh. Lâm Việt không quan tâm nói, không nghe là không nghe, gã lại không thể cắn được ta. Ông lão quần áo đen nhìn Lâm Việt, không tiếp tục vấn đề này nữa, nói sang chuyện khác, chủ sự, vậy lai lịch của Tư Mã Phong và Khuất Thần kia cũng không đơn giản. Đặc biệt là Tư Mã Phong, chính là học sinh của Lý Thanh Nho. Vì sao không cho bọn họ một quyển sổ dịch chuyển cấp đế tạo quan hệ tốt? Lâm Việt bình tĩnh nói, tạo quan hệ tốt với bọn họ đồng nghĩa với tạo quan hệ xấu với Đại Chu. Ông lão quần áo đen hơi suy nghĩ, sau đó nói, ta lại cảm thấy chuyện lần này, Đại Chu hơi quá đáng, nội các và viện trưởng nhất định sẽ không dung thứ. Lâm Việt nhìn về phía ông lão áo đen, cười nói, vì sao? Ông lão quần áo đen nghiêm túc nói, thái độ của viện trưởng, từ ngày viện trưởng nghiêm trị tộc Thiên Long có thể nhìn ra, viện trưởng thật sự muốn vũ trụ quan huyên trở nên tốt hơn, mà với hành động lần này của Đại Chu, viện trưởng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Lâm Việt nói, người bỏ qua một chuyện rồi, thực lực và sức ảnh hưởng của tộc Thiên Long căn bản không thể so được với Đại Chu.
Ông lão quần áo đen im lặng. Quả thật, tộc Thiên Long có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một gia tộc bên trong vũ trụ quan huyên mà thôi, mà Đại Chu lại khác, đây chính là một văn minh hoàn chỉnh, hơn nữa là văn minh vũ trụ cấp 5, dù là thực lực hay sức ảnh hưởng, hai bên đều không phải một cấp bậc. Lâm Việt tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi còn quên một chuyện, đó chính là nữ hoàng Đại Chu. Ông lão quần áo đen hơi nhíu mày, là sao? Lâm Việt nhẹ giọng nói, bây giờ nữ hoàng Đại Chu quản lý tiên bảo các và nội các, mà cô ta đang muốn hợp nhất thư viện và Đại Chu, từ đầu đến giờ, quan hệ giữa Đại Chu với thư viện quan huyên mới hỏa hoãn, nếu chuyện ở chỗ này bị truyền ra, quan hệ hai bên sẽ trở nên tồi tệ, đây tuyệt đối là điều nữ hoàng không cho phép, quan chức cấp cao trong thư viện cũng không cho phép. Ông lão áo đen trầm giọng nói, đại cục. Lâm Việt khẽ gật đầu, cấp bậc thân phận đám người Phương Ngự quá thấp, căn bản không gặp được cấp cao hơn, vì vậy, cho dù bọn họ trở lại Tổng viện Thư viện Quan Huyên, chuyện này cũng sẽ bị Thư viện và Đại Chu liên thủ trấn áp. Ông lão quần áo đen hơi do dự, sau đó nói, nhưng đại lục bị vứt bỏ kia. Lâm Việt lắc đầu, một đại lục không có tài nguyên thì không có giá trị, những sinh linh trên đó, nói khó nghe thì chúng đều là tiện dân. Sự sống chết của bọn họ đối với thư viện mà nói không có bất kỳ giá trị nào, nếu không có giá trị, thư viện sao có thể coi trọng bọn họ. Ông lão quần áo đen hơi do dự, sau đó nói, mấy trăm triệu mạng sống đấy. Lâm Việt bình tĩnh nói, chỉ là một con số mà thôi. Mọi người đi tới bên trong một vùng tinh không, Tư Mã Phong đi đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, khuất thần ở bên cạnh ông ta thấp giọng thở dài, vẻ mặt phức tạp. Ông ta cũng không ngờ rằng Lâm Việt không thèm suy nghĩ đã đứng về phía Đại Chu. Phải biết rằng Phương Ngự là viện chủ, hơn nữa trong tay còn có quan huyên lệnh. Bên cạnh ông ta, Phương Ngự nhìn quan huyên lệnh trong tay, im lặng không nói. Khoảng thời gian này, gã hơi hoài nghi nhân sinh. Gã không ngờ người nơi vùng sâu vùng xa này lại kiêu ngạo như vậy. Thấy quan huyên lệnh như thấy viện trưởng cũng vô dụng. Gã đột nhiên hơi bối rối. Thế đạo này, chết tiệt, hay là hủy diệt luôn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.